các truyện hương xưa hân hạnh giới thiệu bộ truyện Sống lại làm ái thê nhà tướng Của tác giả Mặt Ngư Tử Phần 8 Các bạn đang nghe truyện tại kênh các truyện hương xưa Xin hãy bấm đăng ký, thích và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé Xin cảm ơn các bạn Nghe giọng hát kia là liễu y y ư Triệu Thụy Liên cũng học theo Uyển Như nhăn mày lại, nói nhỏ, lúc trước nghe bọn họ cầm tiêu hợp tấu thật sự cũng không quá xuất chúng, làm một nữ tử thế gia cho dù gia cảnh khốn đốn thế nào thì sao lại có thể vô duyên vô cớ giống như ca kỹ cất cao giọng ngâm sướng trước mặt mọi người như thế chứ. Hát thì hát đi, còn hát bài này, nên nói như thế nào ấy nhỉ? Có chút đơn giản. Uyển Như nhàn nhạt cười một tiếng, rồi lại đột nhiên nhớ lại cảnh tượng mình hát vang ở trên cổng thành ngày trước, khi đó, nàng cũng không ý thức đến vấn đề có hát được hay không chỉ chú ý có tác dụng hay không nghe triệu thụy liên nói như thế nàng mới có chút bối rối khi đó có phải hát sai rồi hay không ai da cũng không biết người khác cảm thấy ra sao sao bài hát này nghe có chút quen tai tiếu dương chợt mở miệng cắt đứt suy nghĩ của uyển như đã nghe chất nhi chất nữ hát qua câu hỏi của trịnh cung lượng đã chỉ ra điểm quan trọng mà thê tử mình muốn nói bài hát này điệu hát cổ quái lời ca rất giống đồng dao. Vị tôn thất hoàng khố này bị lưu đầy còn mang tới ca kỹ, vũ cơ làm tỳ nữ, vỗ tay vẫy hai nữ tử mặc áo xanh có dung mạo giống nhau như đúc đang cùng nhau cưỡi ngựa phía sau lưng, phân phó nói, hai người tới hát một bài, lớn tiếng chút. Hai nữ tử liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó hỏi đồng bạn, hát đi chơi, quan sư, xuất kỳ đồng môn, chẳng hề lưu luyến chút tình trong lòng ta. Xuất xa của tiểu nhã, đi, cũng là đi chơi, cũng có ngày xuân, lại còn có ý nghĩa. Một người khác vẫn ngắm nhìn binh lính xung quanh lắc đầu một cái, sau khi đề nghị thì cất giọng hát, ngã xuất ngã xa, vu bỉ mục hỉ. Thiên tử mệnh ngã, thành bỉ sóc phương. Được dịch như sau, chiến xa ta đã dẫn ra, ra nơi đồng cỏ cách xa kinh thành, lệnh ban từ chốn đế kinh, truyền ta kiếp phải đăng trình cho mau. Tỷ muội của nàng đuổi theo sát ngâm sướng bài hát khen ngợi chiến công hiển hách của tướng soái lãnh binh, lời tuyên thệ ngoài thành, hành quân giả ngoại cùng với nhớ niệm và hoan nghênh người nhà không thấy quân tử lo lắng trùng trùng vừa gặp quân tử lòng ta hạ xuống hiển hách nam trọng bạc phạt tây nhung ngày xuân chậm chạp hủy cây rậm rạp ở bên trong tiếng hát du dương uyển chuyển của nữ tử dần dần sáp nhập vào tiếng hát phụ họa mạnh mẽ có lực của tướng sĩ bốn phía lan quân nhà mình không phải là tướng lãnh anh minh chinh phạt nhung khấu đấy sao chúng ta cũng không phải là anh hùng chém giết từ trên chiến trường mà về đấy ư bài hát này, không tệ, tương đối khá. Trước mặt mọi người hợp ca đè xuống, đồng dao, sống sờ sờ của liễu y y, tiếu dương cưỡi ngựa đến gần bên cạnh uyển như, nhẹ giọng nói, cũng không phải không thể hát, phải nhìn trường hợp lúc đó cùng với nội dung. Hôm đó, nàng hát ở trên cổng thành cũng rất tốt. uyển như ngẩng đầu nhìn về phía phu quân, trái tim nóng lên miếng môi mỉm cười, cho dù là cách mũ che mặt lộ mỏng màu xanh, tiếu dương cũng có thể cảm thấy ánh mắt này nóng bỏng, gợi tình cỡ nào ta hối hận. Tam Lang mang vẻ mặt đau khổ nói thầm một câu. hắn muốn cầm tay của Thê Tử, muốn ôm eo nhỏ của nàng, càng muốn muốn hung hăng mút lấy đôi môi đỏ mọng trơn bóng này. Chỉ tiếc, bây giờ bọn họ đang trên lưng ngựa, hơn nữa còn chia ra cưỡi hai con ngựa đang chạy nhanh, độ khó quá cao, cho dù thuật cưỡi ngựa của hắn hạng nhất cũng làm không được. Sao? Viễn như có chút không rõ. Không nên hạ lệnh hành quân gấp, nếu không chúng ta có thể ở trong xe ngựa gì kia nàng biết đấy tam lang liếm liếm môi lộ bộ dạng đói khát lần trước đã muốn thử một chút nàng không đồng ý lúc này ước chừng ba tháng kiểu gì cũng có lúc ta thực hiện được mỹ nhân nàng trốn không thoát đâu ha 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 tìm đường chết quyển như nâng tay vung roi ngựa lên đánh về phía trên cánh tay của tiếu dương động tác giơ cánh tay nhìn khoa trương nhưng khi roi rơi xuống thì rất nhẹ nhàng hai người đùa dẫn làm cho triệu thụy liên đi theo phía sau sợ hết hồn đây là phu thê đánh nhau ư làm trái phụ đức rồi. Như nương này nhìn bộ dạng dịu dàng thẹn thùng, sao lại dũng mãnh như thế? Ai da, đánh là hôn mắng là yêu. Trịnh cung lượng nhìn bộ dạng kinh ngạc của thê tử bật cười, thường ngày nàng quá gò bó, ra bên ngoài không cần quy củ nhiều như vậy. Hoặc là nói, giữa phu thê cần gì phải nâng khay ngang mày, lúc thê tử đưa cơm không dám ngẩng đầu nhìn mặt của trượng phu, giống như nâng khay cao ngang mày, trượng phu còn phải lễ độ đưa tay tiếp nhận, đây không phải là giữa phu thê, mà là cấp trên cấp dưới. Trịnh Cung Lượng suy nghĩ phải thừa dịp chuyến đi 3 năm rưỡi này dạy dỗ thê tử thật tốt, chắc chắn quy củ ở địa khu Mang Di không nặng, địa phương thật tốt, quan hệ giữa phu thê Tiếu Tam Lan dường như cũng không quá gò bó, còn có ôn thất lan và liễu y y, thật sự không có quy củ, bất kỳ kẻ nào so sánh với bọn họ thì cũng hài hòa hơn nhiều, phải học tập thật tốt mới được. Liễu y y bị trịnh đường cửu nhắc đi nhắc lại đang ở trong xe ngựa dịu dàng tán gẫu với phu quân, trong lòng lại cắn răng miếng lợi chửi bới Ông Thất Lan đang rất tập trung nghe nàng ta hát Còn khen bài hát tươi mới hồn nhiên hắn chưa bao giờ nghe thấy Hai người đang chàng chàng thiếp thiếp Lại không biết là bị kẻ đáng chết nào đó cắt ngang Hát cái gì lộn xộn thế Chiêu bỉ bột phu, vị chi tải hỉ Vương sự đa nan duy kỳ cước hỉ Đây là ca sao Được dịch như sau Truyền cho quân tướng trước sau Sẵn sàng xe cộ ngõ hầu rủi dông Việc vua giao thực khó lòng phải lo cấp tốc mới mong chu toàn. Liễu Y Y thuận miệng hỏi một câu, bọn họ hát bài gì? Ngay sau đó ông thất lan lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, nhất thời nàng ta biết mình hỏi sai rồi, làm độc tác chọc cười rất lâu mới chuyển hướng khỏi chuyện này. Chuyện nàng ta không biết, nếu đổi thành bất kỳ một người nào đọc thuộc thi thư cũng sẽ kinh ngạc, không ngờ nữ nhi của thái thường tự thái nhạc thự lệnh lại chưa từng nghe qua kinh thi tiểu nhã xuất xa. Kinh thi này là bài hát thường được tầng lớp quý tộc nghe trong các bữa tiệc, cho dù là liễu y y không hiểu biết cũng chưa từng xuất hiện trong bữa tiệc, nhưng phụ thân của nàng ta chính là thự lệnh thái nhạc thự quản về nhã nhạc đấy, còn có tên của nàng ta là dương liễu y y, cũng xuất xứ từ kinh thi tiểu nhã. Nghe liễu y y hỏi phản ứng đầu tiên của ôn thất lan chính là, nàng lớn như vậy rồi sẽ không phải là luôn nghĩ tên mình như thơ ca chứ. Quả thật lan quân ôn gia thích nữ sắc, nhưng hắn vốn tinh thông mọi thứ cầm kỳ thư họa, thích nhất là nữ nhân vừa diễm lệ vừa có tài, có thể vì liễu y y buông tha hoa khôi nương tử là bởi vì nữ nhân thể hiện nàng ta rất có tài hoa. Nhưng cho dù hắn có bị mê hoặc đến ngu, cũng không thể tin lý do nhất thời quên, nghe không ra là kinh thi tiểu nhã được, đây là chuyện bắt buộc phải học của nữ tử thế gia có biết không? Cũng phải học thuộc lòng đấy có biết không? Tất cả đoàn người đều có suy nghĩ riêng của mình, trên đường lớn phóng ngựa bay nhanh, rốt cuộc vào trước lúc hoàng hôn đã đến trạm dịch nghỉ chân. Ông Thất Lang bị lắc lư đến xương cốt rời rạc dẫn ái thiếp từ trong xe ngựa sang trọng đi xuống, nhìn thấy nữ quyến nhà thân thích cũng cưỡi ngựa lập tức hơi lúng túng cười nói, cũng oán trách ta đến chậm làm hại mọi người lên đường trễ, lần tới nếu còn như vậy, cửu mẫu và biểu tẩu cứ đến trong xe ta cùng ngồi, xe này là dùng trăm vàng để đặc chế, ít lắc lư hơn xe ngựa bình thường. Nói xong, hắn rất hả hê nhất rèm xe ngựa dài 8 mét của mình lên, chỉ vào đệm rộng đủ hai người lăn lộn ở bên trong cười nói đây là dùng lò xo so làm giảm sóc các ngươi biết lò xo so là cái gì không chính là thanh sắt có hình dạng xoắn ốc từng vòng lại ngồi trên đệm đặc biệt thoải mái ngươi nói là loại dáng vẽ vòng tay trịnh đường cửu chỉ vòng vàng trên tay ca kỹ nhà mình cười cái này thì có gì ly kỳ thời kỳ chiến quốc trong điển tịch cơ quan có giới thiệu vật này chỉ là không gọi nó là lò xo so thôi các bánh xe làm bằng gỗ toàn bộ đều linh hoạt hơn nữa còn dùng da dày bọc lại cũng có thể giảm sóc tiếu dương chỉ xe ngựa nhà mình trên mặt cũng là nụ cười không nhịn được lò xo xoắn ốc hao tốn thời gian chi phí chế tạo cũng quá cao đệm của xe ngựa ta cũng dùng kiểu lò xo mảnh công và lò xo lực xoắn hai chủng loại lò xo này để biết không trúc chế cung mũi tên còn có nỏ cơ đặc biệt phía trên binh khí đều có tác dụng rảnh rỗi ta nói cạn kẻ cho đệ nghe ông thất Lan bị hai người này đã kích đến sững sờ bị người bên cạnh lừa dối là người có tài trong khoa học kỹ thuật lại gặp ngay hai người đã đi lính trâu bò trong ngành kỹ thuật thì bại hoàn toàn. Liễu Y Y hiến kế thật sự không biết thời chiến quốc còn có lò xo, nhất thời ngây ngốc. Đúng rồi, ta nhớ được trước khi xuất phát có chỉ lộ tuyến đường đi cho đệ. Lúc Tiếu Dương dẫn thê tử vào trong ngồi chờ ăn cơm, đột nhiên lại nhìn về phía ôn thất lang đang ủ rũ cúi đầu hỏi như vậy. Ư mờ, đúng vậy, sao thế? Ôn thất lang với trí nhớ không tầm thường nghi ngờ nói, đi thẳng lạc đạo từ kinh thành tới hán trung sau đó đi kim ngưu đạo từ hán trung rồi dọc theo kiếm môn quan đến cẩm thành cuối cùng đi ngũ xích đạo từ đất thuộc vào địa khu tây nam di tiếu dương nén cười gương mặt nghiêm túc vốn tên của ngũ xích đạo là điền bạc cổ đạo là một chỗ giúp người hán tứ xuyên vân nam và người cổ bạc qua lại buôn bán sau đó vào thời tần được nhà nước đầu tư mở rộng sửa chữa mục đích là vì khống chế quần thần ở dạ lan Điền to như vậy thiết lập quận huyện, để có biết vì sao nó được gọi là ngũ xích đạo không?" Trịnh Cung Lượng nhìn vẻ mặt mờ mịt của Ôn Thất Lang, cố ý dùng sức vỗ vỗ bả vai cháu ngoại, cười lớn nói, bởi vì nó rộng nhất cũng chỉ năm thước. Ôn Thất Lang nhìn xe ngựa sang trọng vượt quá tám thước của nhà mình, lại nhìn đám người đường cửu, biểu ca dường như có chút đơn sơ có thể tháo rời, có thể nhẹ nhàng vứt bỏ xe ngựa, khóc không ra nước mắt. Chuyện cho tới bây giờ, rốt cuộc hắn đã giác ngộ được đây là bị tiếu tam lan cố ý chỉnh. Đáng đời bản thân thích hưởng thụ xa hoa, đáng đời tự xưng là quân tử chỉ thích vẽ rồi thơ không xem tạp thư, đáng đời trước khi xuất phát không đi tìm biểu huynh xin chỉ giáo, đáng đời nghe giắng thiếp suối dục chế tạo xe ngựa vàng rồi giờ mất mặt xấu hổ. Đột nhiên lại nhớ tới, ban đầu phụ thân mẫu thân lôi kéo tay của biểu ca nhờ huynh ấy chăm sóc mình thật tốt, tiếu dương vỗ ngực bảo đảm nhất định sẽ cẩn thận chăm sóc bảo bối của ông gia là hắn đây, thì ra là, huynh ấy nói, chăm sóc, chính là muốn giam lại rèn luyện cho tốt. Cách xa phụ mẫu người thân, muốn kể khổ, tố cáo đều không tìm thấy đối tượng, một người trưởng bối duy nhất được cho là có thể quản thúc được Tiếu Tam Lan là trịnh đường cửu, xem ra cũng là rắn chuột một ổ cả, khổ quá mà. Cuộc sống này, làm thế nào để qua đây? Còn tưởng con đường khó khăn khi đi tới thuộc chính là chuyện khổ nhất, không ngờ. Ôi ôi! Ta sai rồi, ta không muốn đào truyền tịch, cũng không cần liễu y y nữa. Lan quân bị kinh thi và lò xo lừa gạt, liệu y y ủy khuất dịch bước chân đến trước mặt ôn thất lan, dùng đôi mắt nhỏ câu hồn đảo qua, nhất thời an ủi thống khổ lan tràn trong tim gan của đối phương. Đi thôi, vào thôi. Nghỉ ngơi cả đêm thật tốt, ngày mai mới có tinh thần đi đường. Ôn thất lan lôi kéo tay liệu y y, dịu dàng nói. Nếu như đã lựa chọn cũng đi con đường này, cũng chỉ có thể nhắm mắt đi xuống. Bởi vì ôn thất lan đến trễ tiếu dương cố ý hành hạ dục ngựa bay nhanh, lắc lư hắn cả một ngày sau khi dừng lại ở trạm dịch nghỉ chân vị quý công tử này hung hăng kiểm điểm lại hành vi của mình hắn cũng không có cảm giác mình cùng với bằng hữu ngâm thơ cầm tay đôi mắt đẫm lệ nhìn nhau có gì không đúng chỉ ý thức được nếu đã rơi vào trong tay biểu ca không trốn được vậy thì phải tránh đi mũi nhọn đàng hoàng nghe lời miễn cho bị quân pháp hoặc trượng hoặc chém về phần xe ngựa đã mất thể diện thì cũng không sao dù sao giá tiền là hắn đồng ý làm cũng hưởng thụ ghế dựa kia nên không thể chỉ trích liệu y y lừa gạt, nàng ta cũng chỉ là một nữ tử tầm thường, không biết trên quân sự có sách về cơ quan cũng bình thường. Ông Thất Lan gọi quản sự đi theo, dưới sự an bài của hắn cho người dọn dẹp hành trang lần nữa xong rồi chuẩn bị bỏ xe cưỡi ngựa, rồi sau đó tiến vào phòng đã xông hương, ông liễu y y như chiếc gối mềm luôn mang bên người thoải mái khoai khoái đi vào giấc ngủ. Hắn cho rằng, chỉ cần mình nghe lời chút là có thể bình an vô sự thuận lợi đạt được mục đích, con đường đến thuộc quá khó khăn, cái gì, không phải là đường hẹp một chút, xoay mình một chút, nên, không có vấn đề gì chứ nhỉ. Người hiểu chuyện thì lại không lạc quan như hắn. Làm phụ tá của Tiếu Dương trong chuyến này, từ Hàng Ninh và Trịnh Cung Lượng vốn kiến thức rộng rãi lại đã sớm học đầy đủ, tất nhiên trong lòng hiểu rõ. Mà Uyển Như tuy là người cực ít đi xa nhà, nàng lại vì thoát khỏi danh tiếng, không học vấn mà trượng phu đã đặt ở trên người mình nên đã đọc không ít bộ sách có liên quan, biết đường từ Kinh Thành đến Hán Trung có bốn con đường là Trần Thương Đạo, Tử Ngọ Đạo, Thẳng Lạc Đạo, Bao Tà Đạo, Tiếu Dương lại cứ khăng khăng chọn con đường hiểm trở nhất. Bởi vì, đây là con đường đi từ Kinh Thành vào thục ngắn nhất nhanh nhất và tiện nhất, dọc đường có chừng 10 trạm dịch, rất dễ dàng. Tiếu Dương ngồi ở bên giường vừa ngâm chân vừa lau chùi cung nỏ của mình, vũ khí cần bảo dưỡng mỗi ngày mới có thể vào lúc chiến vừa vừa tay vừa có tác dụng. Lại lừa thiếp chứ gì? Thẳng lạc đạo, là bởi vì từ kinh kỳ chu đến lạc dụ tiến vào tầng lĩnh tiếp đó ra đến hà cốc thẳng thủy huyện dương lúc này mới được đặt tên như thế đều là vượt qua tầng lĩnh con đường này lại gần chủ phong núi thái bạch nhất uyển như để sách địa đồ bằng da trong tay xuống đứng ở trước mặt tiếu dương vén tay áo lên bắt đầu giúp hắn bóp chân muốn vượt qua năm sáu ngọn núi chứ gì trên sách nói người ở thưa thớt có mảnh thú lòng bàn chân được bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của biển như nắm lấy nhất thời tiếu dương cả kinh trong lòng vừa ấm vừa nhục tuy cảm thấy vô cùng hạnh phúc thỏa mãn trong miệng lại từ chối ai da không cần nàng động thủ mau buông ra để ta tự làm hai người bọn họ đều không thích một đống tôi tớ vây quanh phục vụ ra bên ngoài càng không quá coi trọng vì vậy chút chuyện nhỏ đều tự mình làm nhưng tam lang thì thật sự không ngờ thê tử lại có thể không người xoa bóp chân cho mình thiếp mới xem y thuật nói trên chân có huyệt đạo nếu được xoa bóp thì rất tốt cho thân thể Viễn Như cũng không buông tay chỉ cười tiếp tục giúp xoa bóp giúp hắn, chớ đổi chủ đề, hỏi chàng vì sao muốn chọn thản lạc đạo đấy. Thật sự cũng chỉ bởi vì nó ngắn nhất, ư mờ, thật ra thì, đây là một lối đi di chuyển nhanh nhất thường dùng vào thời chiến, quân đội còn sợ mảnh thú gì. Hơn một ngàn người, không có mắt tới khiêu khích vừa đúng lúc để cho bọn họ luyện tay một chút, ở kinh thành kìm nén nhiều tháng làm mọi người sắp tàn phế rồi, ư mờ, được rồi được rồi, chớ có ấn, đã rất thoải mái không cần xoa, thật sự, sau khi Tiếu Dương giải thích luôn miệng xin tha, mình lấy vải mềm qua lau chân. Cái gì là rửa chân xoa bóp, rõ ràng là sờ loạn thì có. Ngứa muốn chết, nếu tiếp tục nữa thì Tiểu Dương Dương sẽ dương cờ đầu hàng mất. Viễn Như lập tức hiểu được ngụ ý của trượng phu, đây là nói, hắn cố ý chọn con đường này là muốn trước khi đi Tây Nam Di lợi dụng mảnh thú trong núi luyện binh một chút. Đặc biệt là đường cửu, biểu đệ, những người đó hoàn toàn chưa luyện qua, phải cọ sát thật tốt, tránh cho gặp phỉ binh thì lại hốt hoảng làm hỏng chuyện, đai đần đần. Nàng đang rửa tay suy nghĩ tâm tư của phu quân mình, bên kia Tiếu Dương đã gọi người lại đưa tới một chậu nước nóng, không nói lời gì đỡ uyển như ngồi ở bên giường, sau đó chân phải lui về phía sau nửa bước ngồi xổm xuống cởi vớ lưới của nàng ra, lộ ra một đôi chân ngọc trắng ngoãn mềm mại, chúng khẽ co lại, giống như không quá thích ứng được với tầm mắt nóng bỏng của đối phương. Đừng động, hiện tại đến lượt ta tay trái của tam lang nắm lấy mắt cá chân của thê tử không để cho nàng chạy thoát tay phải dò vào chậu rửa chân khuấy nước thử nhiệt độ có chút cảm thấy khẽ nóng thì chỉ dùng lòng bàn tay múc nước chậm rãi suối lên hai chân nguyễn như rung lên chợt cảm thấy một luồng nhiệt xông thẳng từ mũi chân vào trong tâm cảm trong khoảnh khắc cả thân thể cũng kéo căng gò má kiều diễm cũng đỏ lên bởi vì tiếu dương không có thiếp khác nên quan hệ của bọn họ thân mật hơn những đôi phu thê bình thường gần như mỗi ngày đều ngủ chung đã từng trần truồng cùng tắm vốn miễn như tưởng rằng sau khi thử các loại tư thế kia bản thân đã mất loại cảm xúc xấu hổ đỏ mặt khi đối mặt với Tiếu Dương, cho dù là xấu hổ thì đó cũng chỉ là diễn trò. Ai có thể nghĩ tới, chỉ động tác đơn giản như vậy lại làm cho nhịp tim của nàng như sấm, gần như sắp không thở nổi. Vẻ bề ngoài anh Tuấn sáng sủa của Tiếu Dương ở dưới ánh nến màu cam đang đung đưa có vẻ rất dịu dàng, mí mắt cụp xuống làm cho người ta không có cách nào nhìn thấy ánh mắt của hắn chỉ có thể nhìn thấy lông mày thẳng rậm và hai hàng lông mi thật dài, đây là lần đầu uyển như phát hiện lông mi của trượng phu còn dài hơn cả nàng giật mình hơn khi bản thân lại dùng góc độ nhìn xuống này để cẩn thận dò xét một nam nhân đầu tiên là tam lan ngồi xổm xuống lên chân phải giúp thê tử rửa sạch hai chân rồi sau đó lại chợt thẳng lưng lên đầu gối phải chạm đất thành nửa quỳ đôi tay rất có chương pháp bắt đầu lấy ngón cái vê theo lòng bàn chân ngón chân của uyển như vừa xoa bóp còn vừa ngẩng đầu nói chân là điểm bắt đầu của túc tam âm điểm cuối của túc tam dương Quả thật trong đó có không ít chiếu theo kinh mạch của ngũ tạng lục phủ, nhưng nếu như quá nhẹ thì cũng không công hiệu, nàng phải giống như ta vậy. Nụ cười này, trực trở như ánh mặt trời buổi sáng, làm cho hốc mắt biển như không khỏi thấm ướt, đây mới thật sự là rửa chân, cũng không phải là kinh nhân treo đùa. Cõi đời này, có một nam nhân nào có thể rửa chân cho nàng như thế? Có hán tử nào nguyện ý kéo tay áo ngồi xuống ngẩn nhìn nữ nhân? Có ai chịu nửa quỳ ở trước thê tử? trước kia uyển như vẫn nhắc nhở bản thân đừng yêu đừng đưa vào quá nhiều tránh cho bị thương lần nữa nhưng hôm nay có lúc phải nhìn người làm việc tiểu dương và tạ tuấn giật là khác nhau lời nói cử chỉ của hắn nhìn thì bá đạo nhưng vẫn thiếu ý chăm sóc gần như tìm không ra khí chất ôn tồn lễ độ mà các nữ tử yêu thích thế nhưng người không câu chấp mà không câu tiểu tiết của lại cứ thiên vị mọi chuyện để thê tử ở trong lòng chung đụng càng lâu uyển như càng phát giác a dương hắn không coi nàng như kiểu phụ thuộc vào nam nhân mặc dù có thời điểm thích trêu người, nhưng trong xương lại mơ hồ lộ ra một loại đối xử tôn trọng ngang hàng với thê tử. Trượng phu như vậy, có thể không yêu sao? Tâm trạng thay đổi lần nữa, một đêm này hai phu thê càng thêm ngọt ngào như thêm mật ngọt trong mỡ, Tiếu Dương không đợi được chuyện nghỉ ngơi dưỡng sức để ngày mai, xe rung, ngay đêm đó, Ngao Ô lập tức ăn sạch thê tử vào trong bụng. Hắn là rất muốn thử ở trong xe ngựa một lần, cũng không thích để cho người khác vây xem nghe lén, đường quá chật, người thì nhiều phức tạp không dễ dàng, cũng không giống như địa giới Tây Bắc rộng lớn, trời thăm thẳm, đất mênh mông, ven đường hái hoa không ai tò mò. Ngày kế, đi trên đường nghe ôn thất lang và liễu y y nói nhỏ trêu chọc trong xe ngựa, cùng với quân tốt đói khát rất hiếu kỳ, ánh mắt thèm thuồng, tiếu dương càng thêm bỏ ý niệm này đi. Hắn cũng không phải là nam diễn viên trong phim người lớn, sao chịu trình diễn chuyện giường chiếu cho người khác xem miễn phí chứ. Buông tha cho xe rung giữa ban ngày, Tiếu dương khí huyết phương cương một đường ra roi thuốc ngựa đi nhanh, rất nhanh sẽ cách xa châu huyện phồn hoa quan đạo bằng phản tiến vào khu vực khe sâu rừng núi, đoàn người không thể không bỏ xe cưỡi ngựa, chuẩn bị trèo vượt con đường hiểm trở quanh co trên sườn treo vách đứng. Ngày đó vào buổi trưa, mọi người nghỉ ở trong trạm dịch chân núi tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục, theo như lời của Tiếu Dương là một trong hai dịch quán lớn nhất trên đường đi lấy gỗ thật, gạch xanh để xây dựng, có gần 300 gian phòng, thậm chí bốn phía còn có tường thành, lỗ châu mai, Vừa có trạm dịch giao thư từ qua lại, lại thuộc về quan ải quân sự. Cho nên lưu lại ở chỗ này là vì bắt đầu chuẩn bị để ngày mai vượt núi băng đèo. Ví dụ như chuẩn bị lương khô, túi nước, tháo dỡ xe ngựa, buộc chặt hàng hóa trong xe chuyên chở trên lưng ngựa, lừa cho thỏa đáng. Những người làm, tỳ nữ đi theo chưa từng ra khỏi nhà đi xa, không khỏi nhìn lên núi cao nguy nga, kinh thán không thôi. Nghiêng nhìn từng bậc đường núi hiểm trở như treo ở phía chân trời được xây dựng ở trên sườn treo vách đứng mọi người mới sâu sắc cảm nhận được con đường đến thuộc không chỉ có sông, đường bằng phẳng còn có con đường nhỏ ruột dê chỉ cho một hai người đi qua, còn núi non trùng điệp cao chót vót. Có người thậm chí ở trong cảm khái đó sinh ra cảm giác sợ hãi, cao như vậy, lỡ xoay mình rớt xuống thì làm sao? Quả nhiên nghe danh không bằng tận mắt thấy. Ông Thất Lan cũng bụng đầy cảm khái, cảm giác thi thư bản thân học được cũng chỉ như bụng con chó, chỉ chú ý đến cảnh tượng xinh đẹp được miêu tả trong câu thơ của người khác, lại không nghĩ tới nói kháng chiến và lâu dài. Xe ngựa hao tốn vàng bạc chế tạo chỉ có thể phái gia đình theo đường cũ kéo về nhà, hàng hóa vận chuyển trong xe ngựa, các loại bọc hành lý cũng phải sửa sang lại lần nữa, những bộ sách kim quý, những vật tơ lụa này cũng phải gói lại cho kỹ để đề phòng gặp mưa, thất lạc. Phương thức sửa sang lại hành trang của ba nhà tiếu, Trịnh, Ôn đều có khác nhau, sự khác biệt của ba nữ chủ tử cũng đặc biệt rõ ràng. Tiếu Dương là khoanh tay như địa chủ chỉ đi quản binh lính của hắn, chuyện vặt còn lại cũng giao cho uyển như sắp xếp mà trước khi xuất phát nàng cũng đã biết những hạng mục công việc cần chú ý dĩ nhiên là căn cứ nhu cầu lúc đi đường ra lệnh cho tôi tớ phân loại dọn dẹp các loại vật phẩm phân phối xong đội ngũ con la giờ phút này chỉ nhẹ nhàng nói một câu nói tiếu trung theo như hoạch định trước đó đi đến sắp xếp đi thập tam và tiếu đường trong chừng rồi vào trong nghỉ ngơi trịnh cung lượng là cùng phân công hợp tác với thê tử theo phương thức nam chủ ngoại nữ chủ nội xử lý một phần chuyện nhà của mình giống nhau đều là ra lệnh cho người dưới làm theo mà ông thất lan là mọi chuyện không tốn tâm tư cũng không biết phải quản thế nào quá khứ đều là thân mẫu và huynh trưởng chị dâu an bài xong tất cả lần đầu tiên rời khỏi nhà nên hoàn toàn không biết gì liệu y y là dáng có địa vị khá cao bên cạnh hắn vào lúc không có vợ cả thuận nước đẩy thuyền do nàng ta trông coi nội viện tiểu nương tử này lại đang tranh quyền với đại quản sự được trưởng công chúa đưa cho ông thất lan lúc dọn dẹp hành trang đại quản sự đã bị bới móc khiển trách, mấy lần như thế dứt khoát buông tay mặc kệ luôn, chỉ giả bộ như người đầu gỗ mặt cho an bài không phát biểu ý kiến. Trong tay chỉ có cái danh sách hạ nhân, ngay cả những người này am hiểu cái gì, như thế nào liễu y y cũng không quá rõ, nên nhanh chóng sai bảo những người này kiểm lại các loại đồ chất đống trên xe ngựa. Hơn nữa, ông Thất Lan còn mang theo rất nhiều đồ chỉ hoàng nhoáng bên ngoài, không thể va chạm, không thích hợp mang theo lên đường, v.v nhất thời đoàn xe ôm gia loạn thành một đoàn hỏng bét. Nguyễn Như ở trong phòng uống trà thơm, nhìn qua cửa sổ quan sát Liễu Y Y đứng ở phía dưới mái hiên tây sương nôn nóng sai bảo nô tỳ, không khỏi thở dài nói, người nói xem, nàng ta biết đánh đàn, biết ca hát, sở trường theo hoa, có thể đánh cờ, sao lại không biết quản gia. Lúc trước nàng bị trương thị cố ý bỏ quên bồi dưỡng kỹ năng này, thế nhưng Liễu Y Y cũng là đích xuất mẫu thân vẫn còn, chẳng lẽ trong nhà không dạy sao? Hoặc là nói, chỉ nuôi như nàng ta sẽ làm thiếp đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi rồi phụ nhân tầm thường nào có thể làm nữ quân cận thân đi theo bên cạnh uyển như bảo châu nhẹ giọng cười một tiếng hôm nay ra bên ngoài tiếu dương thăng cấp thành chủ nhà rồi đối với nữ chủ tử tất nhiên phải thăng cấp theo gọi nương tử có chút không ổn gọi nữ quân càng thể hiện thân phận địa vị và năng lực của thôi thì uyển như ai da ta cũng là sau khi thành thân mới từ từ tìm tòi hơn nữa vẫn là dựa vào bài học kinh nghiệm của máu và nước của vô số lần vấp phải trắc trở giữa hai kiếp biển như hôm nay lại có thể dùng giọng điệu của người từng trải dạy tỳ nữ tương lai người muốn thoát nô tịch cả cho phu quân tất nhiên có thời điểm làm đương gia chủ mẫu nhớ quản gia là có bốn điều quan trọng nhất biết người quản lý thuộc hạ giao tiếp và quản lý tài sản nếu như liễu y y mọi việc đều tự thân tự lực vẫn không thể sửa sang lại thật ra thì chỉ cần chọn lựa ra người thích hợp giám sát bọn họ làm việc không phải là được rồi sao, nếu không nuôi quản sự và phòng thu chi để làm gì. Lần đầu gặp phải khốn cảnh, Liễu Y Y cũng rất nghi ngờ, tại sao người khác nhẹ nhõm bên mình lại hỗn loạn vô cùng. Quản tứ bảo văn phòng thì không biết tranh vẽ, chữ để ở đâu, ném loạn cổ tịch của ôn thất lang không có quản lý kim ngân trong coi châu báu của mình, đồ vật có giá trị khác lại để ở đội con la, kiểm lại số lượng bọc hành lý thì không biết có bao nhiêu con la có thể sử dụng, y phục này nọ thì để lộn xộn toàn bộ chuyện tạp nham gì cũng bẩm báo liễu y y nghe thấy cũng cảm thấy đầu choáng váng nhìn người khác hỏa tốc dọn dẹp xong ngồi xem chuyện cười ôn gia trong lòng nàng ta chán nản rất là buồn bực tại sao mình học được tính toán hiểu được phương pháp ký sổ kiểu mới lại không quản được một nhà vào đêm tôi tớ ôn gia vẫn còn đang đốt cây đuốc dọn dẹp đồ vật tiếu dương đứng ở trong viện hai tay ôm lấy cánh tay vây xem dùng một loại giọng điệu tiếc nuối hả hê nói nhìn dáng dấp ngày mai có đi được không đấy? Biểu đệ à, quả thật di mẫu nói không sai, cưới hiền thê thật sự rất quan trọng. Cho nên nói, yêu cầu giữa cưới thiếp và cưới vợ cả tuyệt đối là không giống nhau, loại không lên được mặt bàn, chỉ có thể ăn không thể dùng làm đồ chơi cũng chỉ có thể cưng chiều, chơi, không thể coi như thật, diễn dàn lê cu y dôn. để thúc giục bọn họ. Sau khi ôn thất lang nói xong thì lập tức vào trong phòng, sau khi nhìn thấy nét mặt cuốn đến phát khóc của liễu y y, bình thường mặt nạ ôn tồn nho nhã cũng sắp nứt rồi. Hắn cũng sinh ra nghi ngờ như Uyển Như, rất muốn kéo lấy Liễu Y Y gào lên một câu, nhà nàng không dạy quản gia thế nào sao? Ta cũng không có học, làm sao bây giờ? Mặc kệ có thể quản gia xử lý công việc hay không, cho dù có mặt dày hơn nữa của cũng không thể để đường mợ hoặc biểu tẩu của mình giúp một tay dạy dỗ người làm, dọn dẹp hành lý, đang lúc ôn thất lan hết đường xoay sở, cuối cùng hắn cũng nhớ ra mẫu thân cho mình hai quản sự nội ngoại, diễn đang Lê Quy Đôn. Một nam một nữ này là người làm đắc lực nhất của trưởng công chúa Tương Dương, đặc biệt lựa chọn cho ấu tử xa nhà sai bảo, trước khi đi đã từng giao phó có thể yên tâm dùng, nếu gặp phải chuyện khó xử cũng có thể tham khảo đề nghị của bọn họ. Cố tình lúc đang dọn dẹp hành trang liễu y y bới móc tố cáo, bị gió thoảng bên gối ôn thất lang liền thiên vị ném họ ra sau đầu, mọi chuyện cho ái thiếp làm chủ, lúc này mới gây ra tình trạng hỗn loạn này. Phu thê tiếu gia bàn quan nhìn tôi tớ ôn gia luôn bận rộn nhưng chuyện gì cũng không hoàn thành, sau đó đi ra hai đại quản sự ra lệnh nhanh chóng làm theo mọi chuyện, mọi người lặng yên không tiếng động làm từng bước thao tác, chắc hẳn chịu đựng cả đêm là có thể xử lý thỏa đáng. Viễn Như không khỏi cười nói, thiếp đã nói mà, tôi tớ được ôm gia hoặc trưởng công chúa dạy dỗ làm sao có thể vụng về như thế. Thì ra là hai chủ tử và quản sự đang đấu nhau. Còn tưởng rằng phải la hét ầm ĩ cả đêm không để cho người khác nghỉ ngơi chứ, thật là vô cùng may mắn. May mắn khi Ôn Thất Lang không ngu đến mức hoàn toàn không nhìn rõ đầu mối, vẫn không biết sau đó hắn sẽ ghét bỏ ái thiếp hay giận chó đánh mèo vào đại quản sự không hành động lúc trước. Ban đầu sau khi nàng vào cửa, lúc giao tiếp với Tiếu Trung Tiếu Nghi cũng không thấy loạn thành như vậy, người ngu xuẩn thì không biết làm sao. Còn chưa đứng vững gót chân đã muốn chèn ép người làm đắc lực của đại chủ tử, điều này có thể thành công sao? Tiếu Dương cười không dứt, lại liên tiếp cảm khái hiền thê của mình. Thật sự hắn cũng không cho rằng Nguyễn Như có bao nhiêu khôn khéo, nhưng xem xét thời thế, giỏi về học tập tổng kết những điều này lại nàng luôn làm đặc biệt tốt, đây mới là điều cơ bản để đứng vững gót chân. Về phần Liễu Y y, cũng chỉ là nữ tử tầm thường có tí khôn vặt mà thôi. Lúc mới gặp gỡ Tiếu Dương còn bởi vì nàng ta có chút giống như nữ tử trong trí nhớ, hôm nay sau mấy ngày chung đụng lại cảm thấy mặt mũi của người ngu ngốc không thông minh này càng ngày càng mơ hồ, thành người qua đường không cần chú ý, không, hoặc là nói cũng có thể coi nàng ta đang làm chuyện cười, để trên đường giải sầu ngược lại cũng không tồi. Sáng sớm ngày kế, đoàn người xếp thành hàng xuyên qua cổng lầu quan ải, theo thứ tự đi về phía trước bước lên con đường vượt núi vượt đèo. Đường hẹp hiểm trở, vả lại cao chót vót mà còn treo lơ lửng, tất nhiên không có cách nào thuận lợi cưỡi ngựa trôi chảy nữa, đám binh tốt dắt thất ngựa có chở lương khô, vũ khí của mình, người thì hét lớn kéo con la chở vật nặng. Chuyến này đường xá xa xôi rất nhiều người đều mang đồ dự bị, lại bởi vì cho gọn đội ngũ nên không ai đảm đương chuyên chức người đánh xe, vì vậy, bao gồm Tiếu Dương ở bên trong cũng đều đang đi bộ chia ra chăm sóc người ngựa của mình. Tỳ nữ, Vú già và Vũ Kỷ mang túi nhỏ của mình nện bước chân đi theo, tất nhiên không dám nói một chữ mệt, thoải mái nhất cũng chính là ba nữ quyến triệu Thụy Liên, Thôi Viễn Như và Liễu Y Y, các nàng là do người nâng lên đường. Viễn Như mặc áo giáp vải miệng mang mịch ly màu đen, quy củ ngồi trong kiệu do hai tráng hán tử của Tiếu Gia nâng, bởi vì mịch ly màu đen che giấu không ai thấy rõ vẻ mặt của nàng, nhưng Tiếu Dương lại từ trên đôi tay nắm chặt của nàng phát hiện thê tử đang căng thẳng, lại nhất thời không nghĩ ra nàng đang sợ gì. Cái gọi là kiệu, tên như ý nghĩa đó chính là xe gánh ở trên vai, chiếc ghế này cùng độ cao ngang vai đối với người đứng xem mà nói cũng không có gì, nhưng lúc ngồi ở phía trên đang leo núi thì rất là khổ sở. Cũng không phải mỗi nơi trên con đường hiểm trở treo lơ lưng đều có lan can, cho dù là có vậy độ cao cũng chỉ đến bắt chân người, nói cách khác biển như ở trên con đường treo lơ lửng này luôn ở trạng thái treo lơ lửng không chỉ có ngồi không yên tâm ghế chỉ rung một chút cũng phát ra tiếng động lớn ánh mắt có thể nhìn mây trắng bao phủ núi cao lồng lộng nơi phương xa con đường phía trước là hẹp mà dốc đứng bên trái là vách đá dựng đứng không có chỗ bấu víu phía bên phải lại là vách đá khe sâu thỉnh thoảng gặp phải khe núi thác nước rơi thẳng đứng xuống là có thể nghe được tiếng cầm rú kích động của suối nước đối mặt với tình cảnh này biển như không thể sinh ra cảm thái sự đẹp đẽ của nghi thị ngân hà lạc cửu thiên chỉ có cảm giác mình hoa mắt trước mắt tối đen trong lòng thường xuyên nhắc đi nhắc lại ngàn vạn lần hai người nâng kiệu đừng rung tay chân trượt nếu không sẽ ném ta ra ngoài mất nhìn xa phía trước kiều thê trọng sĩ diện của tiếu gia này lại vô cùng hâm mộ triệu thụy liên sử dụng lam dư đi xa lại không nhớ đến trước khi lên đường nàng còn nói xấu sau lưng đối phương ngồi chồng hổm ở trong rổ mây lớn bị người gánh thật sự là quá ngốc tựa như người làng quê bán súc vật Ngồi Lam Dư đúng là có chút ngốc, có thể không chịu được trọng tâm của người, nhưng thực tế, cũng sẽ không lăn xuống dưới vách núi. Về phần liễu y y phía sau, tuyển như ngồi ở giữa không trung cũng không có lá gan nghiêng đầu nhìn, chỉ biết là nàng ta ngồi trong bộ dư xa hoa với ôn thất lang thư sinh tứ chi khỏe mạnh không có mặt mũi khi ai cũng đi bộ hắn lại ngồi kiệu, cần phải biết, năm tháng này ngồi kiệu, loại bộ dư chỉ dùng cho người già người yếu và nữ nhân trẻ con, mang theo bộ dư chỉ vì trưởng công chúa đau lòng nhi tử, nổi bật trong đám người đường cửu, biểu ca như thế, ôm. Tiểu thất rất xấu hổ. Trong lúc đó đồ vật cao thấp kia xen vào, nhưng dùng cũng không thể quá thoải mái, bởi vì đây chính là một khối một bản do tôi tớ nâng ở trong tay, xung quanh không chỉ không có thứ gì ngăn cản còn bởi vì đẹp mà quét nước sơn mạ vàng, cho tới khi như mặt gương soi rõ bóng người diễn đang lê quy đôn. Tuyển Như không cần nhìn cũng có thể đoán được tuyệt đối liệu y y mặc y phục gấm vóc trơn nhẵn tinh xảo, hai cái chồng lên nhau, nàng ta cần lo lắng là chính mình có thể không cẩn thận trượt ra khỏi bộ dư hay không quả nhiên đi được nửa đường mọi người đang nghỉ ngơi ở một chỗ rộng rãi ăn cơm thì liễu y y đang hoảng sợ căng thẳng ngồi trong đó đến thân thể cứng lại bỗng nhúc nhích đứng lên rốt cuộc không nhịn được nhìn ôm thất lang đòi chỗ thoải mái hơn hoặc la kiệu hoặc la lam dư bộ dư không được sao hắn yên lặng nhìn đối phương một cái không trả lời thẳng bởi vì thật sự không muốn nói ra lời châm chọc như vậy xem ta là thần tiên hạ cái gì cũng có thể lập tức biến ra. Đây thật sự là kỳ nữ tử khéo léo hiểu lòng người, dịu dàng động lòng người, tài hoa hơn người mà mình tha thiết ước mơ ư. Liễu nương dùng kiệu của ta đi. Quyển như ở chỗ không xa nghe được hai người đối thoại, rất là thiện lương đại độ nhường ghế ngồi lừa bịp của mình ra, lại dương mắt nhìn về phía phu quân, thiếp cùng đi với chàng được không? Tốt. Tiếu dương nghe liễu y y rung giọng là biết thê tử của mình đang sợ cái gì, quả quyết rực trở cười một tiếng, đưa tay nắm bàn tay nhỏ của nàng, mang theo ái thê sóng vai đi con đường hiểm trở quanh co, leo núi non chập trùng liên miên này. Thể lực của quý phụ dù sao cũng không bằng người khác, đi được nửa đường uyển như đã hít thở dồn dập, sắc mặt ửng hồng chân cũng bắt đầu như nhũng ra, hơi sức toàn thân hình như cũng đã hao hết, chỉ dựa vào Tiếu Dương kéo dãy dụa đi về phía trước. Ai bảo nàng cậy mạnh? Tiếu Dương nửa đỡ uyển như nhẹ giọng hỏi, nếu không ta cổng nàng nghe. Không, không cần viễn như vội vàng lắc đầu cho dù là mặc hồ phục mang mịch ly nhưng có thể trước mặt mọi người mà gian rộng chân leo lên lưng ư nàng mệt mỏi chỉ có thể dùng miệng thở mạnh đồng thời lúc mở miệng đã cảm thấy cổ họng có chút khô không có cách nào nói thêm nữa không cổng vậy thì ôm thôi tiếu dương nói xong nhân lúc viễn như hắn giọng chuẩn bị mở miệng ngăn cản vô ích đưa tay ôm nàng vào trong lòng á à, viễn như kêu lên một tiếng vội vàng từ chối muốn để Tiếu Dương thả mình xuống lại không dám quá dùng sức giãy dụ ở trên con đường hẹp hiểm trở này, phản kháng không có kết quả sau đó chỉ đành phải đỏ mặt nhẫn nhịn. Nàng phải ăn nhiều chút. Tiếu Dương khẽ cau mày, chút sức nặng này cũng không tính là gì so với sức nặng hành quân, ngón tay theo bản năng để ở ngực, tiếp đó là bóp nhẹ, chỗ này có thịt rất đầy đặn, lại không biết vì sao lướt nhẹ như thế. Hắn dứt khoát phân phó nói, dọc theo con đường này vẫn phải đi nhiều một chút, coi như rèn luyện, có tiêu hao mới có thể ăn nhiều cơm, sức ăn lớn mới sẽ có thịt, thân thể cao hơn xương nhỏ mới có thể chắc khỏe. Viễn như im lặng, có một phu quân huấn binh thành thói quen thật sự thương không nổi. Bộ dạng của nữ tử cần phải chắc khỏe. Béo chắc khỏe là tốt sao? Mặc dù lời này cũng không sai, nhưng nghe luôn có chút khó chịu. Nhìn đến lúc hạ trại nghỉ ngơi, Viễn như vội vàng sai người chuẩn bị lam dư, đi bộ chân mệt mỏi, bị ôm tim mệt mỏi, vẫn nên ngồi rổ tương đối tốt hơn sau khi đi được mấy ngày đã đi qua được một đoạn đường dài đoàn người bắt đầu đến sông thản hắc thủy mới đầu xuân tuyết bắt đầu dần dần tan ra sông này lạnh thấu xương cho dù là mùa hè cũng chỉ có thể nói là hơi hợp lòng người mà thôi nhưng lúc dòng suối biến thành dòng nước lớn chảy xiết vừa không có cầu qua lại thì cũng là tử lộ mà thôi muốn vào điền còn phải đi vòng hơn vài trăm dặm đây cũng là nguyên do vì sao tiếu dương muốn lên đường vào lúc này lúc tới thản hà thì dĩ nhiên đám người uyển như ngồi ở trên thất ngựa Tiếu Dương tự mình dắt ngựa của biển như mang theo nàng thuận lợi qua sông. Nhưng cố tình thất ngựa của Triệu Thụy Liên uốn éo chân đụng ngã không cẩn thận rơi xuống nước, dòng suối vẫn chưa tới thắt lưng lại ấn chứa sức lực, nhất thời cuốn trôi thân thể yếu ớt kia. Quân sĩ xung quanh bởi vì nam nữ thụ thụ bất thân mà không đưa tay ôm nàng ấy, chờ nhìn tình hình không đúng lúc đã không còn kịp thuận tay kéo lại, thật may trịnh cung lượng phản ứng cực nhanh lại biết bơi, tổng một tiếng vào trong suối bơi chừng 20 bước xa rốt cuộc cứu được thê tử. A Liên, nàng thế nào rồi? Trịnh cung lượng ông thê tử vừa cao giọng gọi vừa khẩn trương dò xét hơi thở của triệu Thụy Liên, thấy nàng ấy ho khan mấy tiếng lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, trên bờ mọi người cũng thở vào. Rồi sau đó, hắn ông thê tử lên đầu vai cho nôn nước ra nhanh chóng đi tới trên bờ, chờ tỳ nữ trịnh gia vội vàng cuốn quyết tìm kiếm y phục khô thay và chăn giữ cho ấm. Liễu y y đi lên phía trước quan sát triệu Thụy Liên còn bị trịnh cung lượng để trên vai lắc lư đi lại, thấy sắc mặt nàng ấy trắng bệch không khỏi vội la lên, nhanh chóng hô hấp nhân tạo. Chính là đặt nằm ngang cho ngửa đầu ra sau rồi vừa thổi hơi vào, vừa ấn lên ngực. Ấn lên ngực. Để ta vừa hôn vừa ấn lên ngực thê tử giữa ban ngay thế này. Thúi lắm. Trịnh đường cửu liếc mắt nhìn nữ nhân nói câu hoang đường kia, không lên tiếng, đã quay người sang hướng khác. Bên kia uyển như đã sai người mở rương đựng hành lý của mình ra, trên bờ không câu nệ dùng bất kỳ gấm vóc nào nhanh chóng chống lên một màn che, dễ dàng thay y phục cho triệu thụy liên liễu y y gấp đến độ dơ chân lại bắt đầu thuyết phục ôn thất lang giúp một tay khuyên trịnh đường cửu thấy nàng ta phản ứng như thế tiếu dương im lặng rất suýt chút nữa là đi ra hô hấp nhân tạo đó là phương pháp cấp cứu lúc hô hấp dừng lại chuyên dụng với các loại tình huống núi nước trịnh cung lượng để thê tử nằm trên vai dựng ngược môi xuống phía dưới cũng thỉnh thoảng đi lại tư thế này dùng ít sức nhất lại có lợi cho người đuối nước vừa có thể trợ giúp hô hấp vừa có thể nôn ra nước ấn lên ngực không ngờ lại bảo quân nhân người có sức lực vô cùng lớn lại chưa từng được học phương pháp cấp cứu ấn lên ngực. Trịnh cung lượng ấn một cái xuống đói không chừng lập tức bẻ gãy ba năm cây xương sườn, thuận tiện chọc vào nội tạng, sau đó, triệu thụy liên không bị nước sông sạch nước lại bị trượng phu của mình ép tới nội tạng vỡ hộc máu mà chết sao. Hắn tưởng rằng liễu y y cũng có thể là từ dị thế tới đây sống lại, hôm nay xem ra, cũng không giống lắm, mặc kệ thế nào cũng phải cách xa nàng ta một chút. Kiến thức nửa vời thật là đáng sợ, Tiếu Dương lạnh đến buồn nôn không nhịn được trung một cái. Trải qua chuyện ngoài ý muốn này, Triệu thủy liên liên tiếp sốt cao 3 ngày, khiến cho đội ngũ tạm thời không có cách nào lên đường chỉ có thể xây dựng cơ sở tạm thời nghỉ ngơi ngay tại chỗ, nàng ấy chưa kịp hoàn toàn hồi phục, lúc nửa đêm đã gặp phải sấm sét vang dội, mưa xối xả như trút nước. Nhất thời sông Hắc Thủy tăng vọt, dòng nước vẫn đục cuồn cuộn giống như sông lớn, nếu không phải Tiếu Dương kiên quyết không cho cắm trại bên cạnh dòng sông, chọn bãi đất gần đó, sau mưa lại quả quyết ra lệnh mọi người leo lên phía trên, nói không chừng một nhóm hơn ngàn người ngay đêm đó sẽ bị cuốn trôi theo dòng nước lũ và đất đá. Cho dù là như thế, bọn họ cũng tổn thất chút hành lý, thậm chí thất ngựa còn có binh sĩ đi theo, bởi vì không kịp di chuyển tất cả con la tới nơi an toàn trong coi trong cơn mưa đó, khi ngựa hoảng sợ có lúc lạc đường, cũng có cả người lẫn ngựa lăn xuống vách núi không còn kịp đợi đến khi Triệu thủy Liên hoàn toàn hồi phục mọi người rời khỏi khe núi ngay lúc bùng lầy trong đất đã dày thêm một bàn chân, mấy ngày sau thật vất vả ở dịch quán nghỉ ngơi và hồi phục thể lực, mọi người lại không thể không bắt đầu đạp tuyết và bấu víu băng đá lên đỉnh núi, núi vân vụ này quanh năm tuyết động, có thể nói không phân biệt đông hạ, luôn nhìn thấy một màu trắng bóc. Đứng xa nhìn cảnh sắc trắng lệ, nhìn gần băng đá trên nhánh cây rủ xuống trắng muốt trong suốt, xinh đẹp tuyệt trần khác thường, mà đi lại đứng lên lại có nhiều bất tiện, lần đầu nhìn thấy cảnh đẹp có nhiều ánh sáng khúc xạ của rừng núi sương trắng mịt mờ dưới ánh mặt trời biển như nhìn thấy rất là hưng phấn kết quả chân trượt liền té chỏng vó đầu gối nhất thời tím bầm sưng đỏ ướt chừng nửa tháng cũng không thể tốt lên chính nàng cũng không thấy có cái gì đáng ngại nhìn một chút tiếu dương lại đau lòng vỗ ngực liên tục chỉ tự trách bản thân không trông thê tử cho tốt hắn không cẩn thận va chạm một cái cũng không sao biển như lại da mịn thịt mềm trên da thịt trắng nõn mềm lại có máu bầm đen nhìn đặc biệt khiếp người Trịnh Cung Lượng cũng hả hê cười một tiếng, cất cao giọng nói, cuối cùng là huề nhau, hai nhà chúng ta đều gặp chuyện. Không biết lúc nào thì đến tiểu tử ôn thất kia. Ai da, như theo lời của Hoàng Bá Thiền Sư, bất kinh nhất phiên hàng triệt cốt, na đắc mai hoa phốt tị hương, chúng ta cũng phải trải qua đau khổ mới có thể đắc đạo. Bị thương không thể đi được như nương ngồi ở trong lam dư không khỏi thở dài, lại hiếu kỳ hỏi, con đường hiểm trở đi vào điền đã được nữa rồi nhỉ? Vẫn chưa, Thế tiếp là đi núi kiếm môn con đường đến thuộc quá khó khăn, đến hoàng hạt cũng bay không qua, đến vượng nào cũng phải leo treo ma qua. Tiếu dương bất đắc dĩ nhún vai, cũng muốn thê tử ngồi đàng hoàng cũng đừng nhìn quanh nữa, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một đường đi tới kim ngưu đạo, trước cuộc biển như nhìn thấy kiếm môn quan trong truyền thuyết, khí hậu nơi này thoải mái hơn rất nhiều nhưng địa thế còn hiểm trở hơn lúc ban đầu. Có thể nói là ngọn núi như kiếm chen vào, trùng điệp nằm ngang trời, dốc núi treo leo cao vút đỉnh núi ở trong mây. Chỗ hai vách núi đứng thẳng cao chọc trời, chính giữa chỉ có một góc cho một người đi qua, con đường ở giữa như kiếm môn. Có lẽ là bởi nguyên nhân đã được mài dũa dọc đường gần một tháng, đoạn đường hiểm trở này hoàn toàn không có người cảm thấy khó chịu, cũng không mắc sai lầm. Sau đó lại bình an đi qua một đoạn đường tương đối bằng phẳng, ngay sau đó mọi người lại bắt đầu vượt qua tứ thập tứ bàn gập ghềnh. đây chính thức là đi vào dãy núi nội địa khu Tây Nam Di do đất thuộc cai quản trước khi vào núi, tiếu dương cố ý chào hỏi mọi người. phân phó nói, bắt đầu từ giờ khắc này, chúng ta đi không phải là con đường hiểm trở mà là phải xuyên qua rừng rậm, vượt qua đoạn hoàng tuyên đạo được chính người dân trong núi gọi trong truyền thuyết. mọi người cần nâng cao tinh thần nhiều lưu ý dưới chân và động tĩnh bốn phía. hoàng tuyên đạo chỉ nghe tên này cũng biết con đường phía trước gian nguy thế nào. lúc đoàn người nghỉ ngơi và hồi phục rối rít bắt đầu lao vũ khí chuẩn bị mưa tên. đến ôn thất lang cũng thu hồi ngọc bội dành riêng cho quý công tử sáu hay những vật phẩm chỉ có vẻ bề ngoài mang cung trên lưng a à, lan quân ngài sẽ bắn tên sao liễu y y kinh ngạc hỏi đồng thời trong mắt lộ ra sùng bái ông thất lan cũng đen mặt tại chỗ cắn răng nghĩ thầm con mẹ nó đây là khen ta hay chê ta sáu tài nghệ của quân tử lễ nhạc xạ ngự sách đếm đây là kỹ năng cơ bản thư sinh nho gia phải nắm giữ thiếu một thứ thì sẽ không có mặt mũi nói bản thân là tài tử biết không thông thạo ngũ kinh biết tài năng lục nghệ mới có tư cách ở học đường, ngẩng đầu ưỡn ngực ở triều đình. Xem ta là đứa bé ngu ngốc sao? Hoặc là chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt không có một chút xíu chân tài thực học tầm thường. Khi liễu y y thấy Uyển Như và Triệu Thụy Liên cũng trang bị nhược cung thì giờ mới hiểu được nguyên nhân nam nhân mình đen mặt, nữ nhân thế gia cũng có thể bắn tên, há có đạo lý nam nhân không biết. Thấy ông Thất Lan không nói gì, Uyển Như đã từng không biết cưỡi ngựa bắn cung đột nhiên tràn đầy đồng tình, chen miệng giải vây vì nàng ta, đối với nữ tử mà nói, cưỡi ngựa bắn cung cũng rất nặng nề. Ví dụ như, lúc Tết đoan ngọ rất nhiều nhà sẽ chơi trò cung tên nhỏ bắn cục bột, tài tử trong cung cũng có thể dương cung đi săn. Ngụ ý, những thứ này đều là trò chơi thường gặp trong xã hội thượng lưu, muốn tiến vào thượng tầng phải biết ít thứ này. Lời này vừa nói ra, liễu y y được mẫu thân dạy hơn 10 năm, tự khoe là có tài hoa khác với người khác nhất thời có một loại cảm giác tay chân luống cuống nàng ta học qua khoa học hóa học toán thuật thậm chí ngoại ngữ tầm mắt mở mang hơn nữa biết rất nhiều thứ có lẽ cả đời người đương thời cũng không tiếp xúc qua lúc trong khuê phòng liễu y y xem thường lui tới với tiểu nương tử tầm thường nghe không ít chuyện xưa chuyện lạ nữ tử gia thế bình thường được dòng dõi quý tộc yêu say đắm cho là mình nhất định có thể dựa vào tài hoa đầy bụng lấy người có địa vị nhưng vì cái gì thật vất vả mới gả cho người lúc đang lên đường gặp phải trở ngại khắp nơi tại sao tất cả mọi người cảm thấy nàng ta sẽ chỉ là kỳ kỹ dâm xảo không đáng giá nhắc tới tại sao bọn họ biết mình không biết không phải mẫu thân nói nữ tử không cần bụng đầy kinh luân nhưng nhất định phải tinh thông theo thùa may vá sao không phải bà đã nói nữ tử không thể xuất đầu lộ diện ở bên ngoài dương oai để tránh bị đen da sao không phải bà đã nói tiểu thư khuê các là không thú vị nhất chỉ cần chính mình dùng ánh mắt đến nói năng cũng khác với người khác sao nhưng vì cái gì trong chuyến này chỉ có hai nữ quyến đến từ đại tộc thế gia lại biểu hiện ra khác như thế họ dọc theo đường đi chưa từng chạm vào may vá họ có thể cùng trượng phu cùng nhau phi ngựa họ có thể xuất khẩu thành chương họ lại còn cảm thấy giỏi về bắn tên là chuyện đương nhiên đây thật là tiểu thư khuê các không thú vị sao nhìn bộ dạng bị đã kích thật sâu của liễu y y viễn như không khỏi thầm thở dài phàm nữ tử trong đại tộc thế gia được bồi dưỡng tỉ mỉ có người nào chưa từng được dạy lễ nhạc xạ thư Số lễ có liên quan phẩm đức và xã giao, nhạc biểu hiện ra tính tình và tài nghệ, xạ liên quan đến sức khỏe và tu dưỡng, thư thể hiện học thức và tầm mắt, số chuẩn bị quản gia quản lý tài sản, trong lục nghệ quân tử cũng chỉ có điều khiển xe có thể coi thường. Gả cho người là mọi thứ đều phải biết, chính mình cũng phải hiểu mới có thể tới trao đổi ở trong sinh hoạt. Ban đầu, chính mình cũng bởi vì lúc ở khuê phòng học không tốt mà bị tạ Tuấn giật két bỏ sao? Đồng thời đám người trịnh cung lượng cũng đưa cho ôn thất lang ánh mắt đồng tình vô hạn nhìn xem người mà hắn sống chết muốn lấy là cái dạng gì thật là ánh mắt quá kém Ông tiểu thất cố ý bỏ quên những dễu cợt ấn dấu trong ánh mắt kia kìm nén khó chịu đi vào rừng núi thậm chí từ xa đã hất liễu y y ra đi trước cùng đám người mở đường hắn phải cách xa ánh mắt thật giống như nữ nhân đi chỉnh đốn lại cảm xúc kia sau khi càng lúc càng xa tâm tư của ôn thất Lan lại không tự chủ được chuyển dời đến cảnh sắc dọc đường đi mới đi tới nơi tuyết động tan ra hắn còn tưởng rằng đầu mùa xuân cây cối trong núi sẽ không quá sung xuê chờ dần dần tiến vào chỗ sâu trong hoàng tuyền đạo mới hiểu được bản thân nghĩ sai tất cả mọi người phát hiện nơi rừng rậm này tuyệt đối không giống rừng cây mình đã gặp thường ngày không phải rừng cây ở ngoại ô kinh thành là từng phiến đại thụ sao phía dưới là đất vàng và bụi cây ngửa đầu nhìn thấy bầu trời cúi đầu thấy được đường rừng rậm tứ thập tứ bàn này cũng là hàng năm nước mưa đầy đủ trên đỉnh lá cây che khuất bầu trời dưới chân là cành khô lá vụn đắp lên bùng lầy đất đen, dây leo có phần không rõ ngọn nguồn uốn quanh ở giữa rừng núi, thậm chí còn có đại thụ đứng vững to tới hơn 10 người vây quanh. Khí hậu cũng không hề giống vùng trung nguyên, giữa trưa thấy mặt trời trên người sẽ bị phơi đến phát đau, buổi tối trời chiều xuống núi sau đó sẽ làm người lạnh đến run cầm cập. Thậm chí, giữa ban ngày thì thời tiết cũng lúc lạnh lúc nóng rất quái đảng, lúc mưa rơi dưới bóng cây ẩm ướt, nhìn thấy mặt trời vừa nóng hận không thể cởi từng cái áo một mà cái gọi là ngũ xích đạo thật sự sẽ không vượt qua năm thước không chỉ hẹp mà thường bị cỏ che còn chưa đủ bình thản xe ngựa ở chỗ này tuyệt không có đất dụng vỏ nhưng dùng để chở tảng đá lớn xây đường rồi có dấu vó ngựa có nông có sâu trên đường đây là thương đạo sao tại sao địa phương vắng vẻ như thế còn có người buôn bán ngồi ở trong lam dư uyển như nhìn dấu vó ngựa dưới chân rất không hiểu chỉ có quanh năm suốt tháng môn ba mới có thể thành ấn ký như vậy không phải đã nói trước đó rồi sao con đường này còn gọi là điền bạc cổ đạo là con đường người thuộc buôn bán dân tộc bạc phải đi qua dân tộc bạc chính là nô lệ người bạc biết quan tài treo người bạc chứ lúc trước trên vách núi ta chỉ cho nàng xem đấy Tiếu dương vừa nói vừa nhìn bốn phía xem chừng sắc trời dần tối này phải tìm địa phương hạ trại viễn như lập tức nghĩ tới điểm xuất phát ở ngũ xích đạo nhìn thấy ở trên vách núi huyền không đặt vô số quan tài kia cả người lạnh lẽo không khỏi run rẩy rồi sau đó nàng lại bừng tỉnh hiểu ra phu quân đang cố ý dọa người, không khỏi phản bác, buôn bán nô lệ. Vậy đó cũng là chuyện rất sớm trước đó chứ. Sao hán trong sách cũng không thấy ghi lại. Mới bắt đầu là như thế, sau đó thay đổi thành con đường buôn bán tơ lụa và châu báu Tây Nam rồi từ hướng Nam Bạc Đạo đi qua Dạ Lan cho đến phía Nam Hải Vực, buôn bán châu Ngọc phía Nam. Tiếu Dương nói như thế. Không biết hắn nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên cười một tiếng, dừng một chút lại tiếp tục giải thích, còn có thuộc thân độc đạo, từ bạc đạo vào điền sau đó đi tây nam đi về phía trước, tới các nước thân độc, phiêu, chân tịch, xích thổ. Dùng tơ lụa, lá trà, sản vật núi rừng, đổi lấy sáp ong, mã não, thanh kim thạch, hương liệu, dược liệu. Vừa nghe hắn nói như vậy, quả nhiên thê tử tham tiền thôi uyển như như tam lang đoán đôi mắt trong nháy mắt sáng giống như đèn sáng, như có điều suy nghĩ nói, đã nói như thế, hình như thu lợi phong phú. Triều đình khống chế muối, không làm tốt chỉ là, chuyến này bọn họ mang theo không ít tơ lụa, lá trà, nghe nói sản lượng phổ nhĩ ở địa khu Tây Nam Di không thấp, hôm nay đầy khắp núi đồi không phải sản vật núi rừng này. Dùng thứ không quá đáng giá đổi lấy châu báu hương liệu, món lợi kết xù. Nghĩ lung tung gì đấy? Tiếu Dương đưa tay dùng ngón trỏ gõ nhẹ một cái lên trên đỉnh đầu Uyển Như. Thế gia đại tộc là quan viên, làm sao có thể tự mình buôn bán? Nhiều nhất chỉ là, chờ sau khi đứng vững chân ở địa khu Tây Nam Di, giúp đỡ, che chở cho ít đại thương nhân lấy cổ phần là được. Viễn Như còn chưa ngu đến sẽ nói ra mình thèm thuồng Tây Nam, thân độc đạo trước công chúng, chỉ cười cười, chính thiếp đang nghĩ, đều nói biên giới Tây Nam là chỗ càng cỗi của Mang Di mọi rợ, không ngờ cũng không phải như thế, bất kể người chỗ nào đều có thể tìm được con đường sinh tồn thích hợp của bản thân. Trời không có ba mặt trời, đất không có ba thước đều bằng phẳng, không ai giàu ba đời, quả thật không thể nào giàu có. Tam Lan thở dài lắc đầu một cái, thật muốn phái thủ hạ đi buôn bán, hắn cũng không cam lòng, có câu tục ngữ gọi là đi thuyền cưỡi ngựa nguy hiểm ba phần tính mệnh, lợi nhuận cao và nguy hiểm cao là huynh đệ sinh đôi, không thể nào chỉ có thu hoạch không có bỏ ra. Lúc đang nói chuyện, đoàn người di chuyển tới một chỗ rộng rãi được ghi chú trong địa đồ, Tiếu Dương ra lệnh mọi người hạ trại nghỉ ngơi. Một phần tỳ nữ yếu ớt, vú già phụ trách dọn dẹp củi đốt chuẩn bị nấu cơm, gia bột sức lớn thì cần tháo hàng hóa thồ trên la ngựa xuống bố trí thỏa đáng, đút cỏ khô cho chúng nó. Đám binh sĩ là chia làm mấy tổ nghỉ ngơi, săn thú, dựng lều bạc, còn theo yêu cầu hành quân bố trí trạm canh gác ở bốn góc doanh trại nghỉ đêm, cùng với trạm canh gác lưu động bốn phương hướng nơi đóng quân. Một đám đông người bận rộn nhóm lên lửa trại lúc sắp trời dần tối mới rối rít bắt đầu ăn uống, mấy chủ tử dĩ nhiên là đối xử đặc biệt, sớm một chút đã dùng thức ăn nóng hổi, Tiếu Dương đi ra ngoài quay một vòng sau đó lấy được thịt thu bổ sung cho Uyển Như. Còn có người đi săn sao? thật là lợi hại. Tuyển như ăn thịt hưu nướng tươi non trượng phu đưa cho mình rất là kinh ngạc, nhiều người đi đường như vậy động tĩnh cũng không nhỏ, dọc đường còn có thể tìm được hưu con sau khi bị kinh sợ hoàn toàn không giống quân sĩ bình thường, phải là người nổi bật trong đám thợ săn. Tiếu dương nhai thịt cười hả hê, được thê tử dùng giọng nói sùng bái tán dương như mở cờ trong bụng, trên mặt lại giả bộ bình tĩnh, rất bình tĩnh trả lời, ta săn, thích là tốt rồi. Ai nha, đây thật là khó có được, đã nói sao được ăn thơm phức như thế chứ? Viễn Như cười một tiếng, rồi lại len lén chọc vào cánh tay trượng phu sẵn giọng, đừng đi nữa, an toàn là quan trọng nhất, ham mê ăn uống cũng không quan trọng. Không có chuyện gì, ta thuận đường thăm dò một chút đường mà thôi. Tiếu Dương chẳng hề để ý cười một tiếng, sau khi bồi thê tử dùng cơm xong lại đi nơi khác. Sau khi tránh mọi người, hắn tìm được phó tướng từ Hàng Ninh và Trịnh Cung Lượng cùng với tướng sĩ gác đêm ngày đó, hơi cảnh giác dặn dò. Mới vừa rồi ta đã xem bốn phía, phụ cận có dấu vết bầy sói quanh quẩn, buổi tối cần phải tỉnh táo chút. Sói! Bọn nó sẽ tới địa phương người đi đường tụ tập. Trịnh cung lượng có chút cảm thấy khó có thể tin, bọn họ đi thương đạo cũng là đường lớn, đường tệ chút, nhưng cũng không đến nỗi bị sói để mắc tới chứ. Đây chính là loại động vật thông minh, sẽ chủ động treo chọc đại đội quân nhân ư. Đầu mùa xuân, trong núi rừng giả thú đói bụng nhiều nhất, đốt lửa sáng chút, cẩn thận không có sai lầm lớn vũ khí đều để ở nơi thuận tay, lúc binh lính ngủ không tách ra, gia đình, nô tỳ cũng đừng cởi đồ không tiện đứng dậy kia. Tiếu Dương không cho phép nghi ngờ làm phân phó này. Hắn có chút hoài nghi, bởi vì nguyên nhân địa khu Tây Nam di chiến hỏa liên miên, đoàn ngựa thù đi lại ở trên thương đạo chợt giảm, có lẽ bầy sói này sẽ vạch rõ đường địa bàn của mình cũng nên, ở trong mắt bọn chúng, đội ngũ mình là người xâm lăng phải đuổi. Thậm chí Tiếu Dương để thê tử mình mặc y phục mà ngủ, biển như không nghe thấy tin tức về bầy sói, lại có thể từ sắc mặt của trượng phu cùng với trong giọng nói cảm nhận được không khí quá không bình thường. Khi màn đêm tối om om bao phủ núi non trùng điệp, nơi cách xa đống lửa đã tối không thấy bất kỳ vật gì nữa, Uyển Như nắm thật chặt áo, tiến vào lều đặt cung và bao đựng tên ở bên gối, lúc này mới chậm rãi nằm xuống. Nàng muốn ngủ làm thế nào cũng không ngủ được, người đang khẩn trương sẽ đặc biệt chú ý động tĩnh bên cạnh, mà ở trong đêm tối yên tĩnh, bất kỳ tiếng vang nào cũng sẽ bị phóng đại vô hạn. Viễn như nghiêng tai nghe, chỉ cảm thấy lá cây rơi lả tả ở bên người, gió núi thỉnh thoảng giống như rít gào, thậm chí còn có tiếng chân đạp nhánh cây cọt kẹt, nàng đột nhiên giật mình một cái, núi hoang vắng vẻ này có ai lại đang đi đây? Người của tuần tra đi lại. Tiếu dương im lặng thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nắm cả vai Viễn như cười hỏi, nhìn xem, chim sợ cành công, ta ở bên cạnh nàng còn phải sợ gì? Ai da, đây không phải là lần đầu chân chính ngủ ở trong rừng rậm sao? còn chàng nữa trước đó nói hoàng tuyền đạo đương nhiên là có chút sợ gương mặt uyển như khẽ nóng lên điện giải cho mình đôi câu chỉ là nhắc nhở mọi người chú ý thêm thôi đội ngũ ước chừng một ngàn binh sĩ dù là giả thú bạo động cũng không nàng làm bị thương mau ngủ đi tiếu dương hắn giọng cười một tiếng ông thật chặt thê tử vào trong lòng nàng dựa vào lồng ngực ấm áp cảm giác có thể tin được của trượng phu dần dần ngủ đi trong mơ màng thoáng một cái đã qua hơn hai canh giờ đang lúc này chợt có một thanh thét làm miễn như thức tỉnh từ trong mộng nàng trầm ngâm nghiêng tai nhất thời lại nghe thấy giả thú gào lên ngao ô ngay sau đó chính là từng trận hô cảnh báo của binh lính tuần tra đầu vai đột nhiên bị trượng phu nhấn một cái chỉ nghe hắn nói một câu ta đi ra ngoài xem một chút rồi trong nháy mắt không thấy bóng dáng sau một khắc trong lều ngũ sát vách tiếu đường mặc áo giáp lưng bao đựng tên hông đeo đại đao dẫn hai tỳ nữ biết võ đi vào họ vân mệnh thời khắc bảo vệ hai bên nữ quân Vậy là cái gì? Sói sao? Trong ngày thường cho dù là đi săn thú biển như cũng chỉ vui đùa nuôi nhốt con thỏ nhỏ, nay con ở trong vườn, chưa từng ngay mặt nghiêm chỉnh thấy giả thú, chỉ nghe tiếng tru của sói là ngao ô. Vâng, là bầy sói, ước chừng 60 đến 70 con, không biết sao đột nhiên nhào tới. Sau khi tiếu đường nói xong lại trấn an cười một tiếng, nương tử yên tâm, chúng ta là ở giữa nhất, bên ngoài đều là tướng sĩ chém giết đang coi chừng, sẽ không có vấn đề một ngàn so với vài chục, thế nào cũng không thể để những thứ súc sinh kia dương oai. Viễn Như cũng không thể chân chính an tâm ngồi yên trong lều vải, trượng phu của nàng vẫn còn đang ở bên ngoài, không tận mắt thấy sao lại có thể yên tâm. Thậm chí còn cầm mũi tên trên bao đựng tên trên lưng nàng vào ngón giữa, lúc này mới ra khỏi lều, vừa dương mắt nhìn liền phát hiện doanh địa lại hỗn loạn một mảnh. Bầy sói tuyệt không phải chỉ có mấy chục con theo lời của tiếu đường, theo uyển Như thấy, ước chừng hơn 150 con. Đây thật ra là do nhiều bầy sói tập hợp di chuyển. Mà ôn thất lang mang tôi tới nhiều nhất lại không bị bầy thú xâm nhập, chợt có giả lan xa lưới sông về địa giới bọn họ thì gia đình không dơ đao kiếm lên phản kháng ngược lại cùng với tỷ nữ thét chói tai chạy loạn, không chỉ có tặng không cửa cho ác lan còn làm rối loạn tiết tấu quân sĩ chống đỡ. Thậm chí, bầy sói bị đông đảo quân sĩ khống chế thành nửa bao vây cắn giết, giống như là phát hiện khâu nơi này yếu kém, bắt đầu tiến công trọng điểm. Chỗ bị xé mở một đạo vết thương phòng ngự, trong lúc nhất thời tiếng kêu trên nổi lên bốn phía, mùi máu tươi cũng càng ngày càng nồng, hơn khơi dậy thú tính của giả lan, rõ ràng là nhất định tập kích sẽ không thành công, lại khiến giả lan tre và mang mọc chạy tới, nghe răng nhếch miệng buông tha sinh mạng chỉ ác đấu cùng người, giống như đang chờ đợi mình chết cũng muốn kéo xuống mấy đệm lưng. Vốn tiếu dương còn trông cậy vào hù dọa đuổi bầy sói là được, hôm nay thành cục diện không có cách nào bỏ qua, hắn âm thầm thở dài, rồi sau đó quyết định bắt giặc phải bắt vua trước trong lúc suy tư, hắn cầm cường cung đứng ở trong doanh địa bỏ quên tất cả động tĩnh quanh mình, tĩnh tâm dưới đống lửa mờ tối quan sát động hướng bầy sói, con mắt màu xanh lục mang theo ánh lạnh quan sát. Đột nhiên, hắn và một giả lan thân hình khổng lồ bốn mắt giao nhau ở trong màn đêm, là nó, lan vương chưa từng công kích chỉ nhìn ở viền ngoài. Tiếu dương bỗng chốc dương cung bắn tên, mũi tên kim loại ngân quang trong đêm tối tựa như sao lao thẳng tới mặt con sói, súc sinh giảo hoạt này lại đột nhiên nhảy lên tránh né, mũi tên chỉ trúng chân sau của nó chảy chút máu tươi. Sau khi bị thương Lan Vương tức giận dựng hai lỗ tai lên, con lưng từ cổ họng phát ra tiếng gào thét nước nở nghẹn ngào, miệng con sói phun ra lớp xương trắng. Tiếu dương dương cung lần nữa, nó lại nhảy ấn vào trong bóng tối bỏ chạy thân hình. Đồng thời, mười mấy giả lang mang theo vết thương đã đầm đìa máu tươi lại tre và mang mọc đánh về phía tiếu dương, liều mạng tiến hành quấy nhiễu, trong lúc nhất thời đánh hắn trở tay không kịp đang lúc tiếu dương chỉ huy mọi người giơ đao ra sức làm thịt sói lan vương lại giống như tia chớp xuyên qua ở trong đám người trong khoảnh khắc chạy thẳng tới phía sau lưng hắn sói cũng rất thông minh đạo lý bắt giặc phải bắt vua trước nó cũng hiểu ở thời điểm nhìn cân treo sợi tóc tiếu dương chỉ nghe một tiếng ngao ô hét thảm hắn cũng không nhìn giơ cánh tay lên trở tay vung đao chém thẳng tới nơi phát ra âm thanh sau khi cương đao cắm vào thịt lúc này hắn mới nghiêng đầu quả nhiên Lan Vương đánh lén đã bị chém giết thuận lợi, nhìn thi thể của nó trên đất, Tiếu Dương phát hiện mắt phải nó lại cắm một mũi tên lông đuôi màu đỏ, bởi vì duyên cớ lực cánh tay mũi tên cắm vào không sâu, lại tinh chuẩn khác thường. Hắn theo bản năng nhìn về phía bắn mưa tên tới, chỉ thấy ái thê uyển như cưỡi ngựa ở dưới ngọn đèn tàn cùng mình nhìn nhau, cầm trong tay là mũi tên tinh xảo đỏ tươi của nàng. Hai người cứ như vậy hai mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời hai bên đều sóng vỗ trong lòng. Trong mắt Uyển Như rưng rưng, đôi tay không đè xuống nổi khẽ rung thiếu chút nữa còn kém một chút xíu phu quân sẽ bị giả lan gây thương tích nàng thật sự không biết dũng khí của mình từ đâu tới có thể giơ tay lên bắn tên ngay cả tiếu đường tinh thông cưỡi ngựa bắn cung bên cạnh cũng sợ ngộ thương lan quân mà chần chờ thời cơ không chút nghĩ ngợi bắn tên cứu phu nhưng sau khi tên rời dây cung quyển như mới nghĩ lại mà sợ thậm chí sợ đến chân nhũng ra vô cùng may mắn vô cùng may mắn không xảy ra ngoài ý muốn hoặc là nói chính mình phát huy xuất sắc toàn bộ nhờ vào phu quân lần lượt kiên nhẫn chỉ điểm, toàn bộ bởi vì hắn bồi bạn vô số lần dương cung luyện tập mới có thể phản xạ có điều kiện tựa như trúng mục tiêu, thế gian này quả nhiên mọi sự cũng bởi vì mới có kết quả. Đồng thời, trong lòng Tiếu Dương cũng xúc động thật lâu, ai có thể nghĩ tới ban đầu tiểu nương tử nũng nịu không dám lên ngựa không nâng nổi mũi tên có thể Dương Cung bắn chết giả lan. Thật không hổ là, thê tử của ta. Sau khi đánh gục Lan Vương, đám sói không đầu lại tổn thất thảm trọng biết đám người kia là kẻ khó chơi không dễ chọc, tất nhiên nước nở dần dần thối lui, lúc này mọi người mới chậm yên tâm, thậm chí còn rất vui mừng còn sống sau tai kiếp. Nhưng chờ tới khi trời sáng, nên đóng bọn họ chính là trách mắng tựa như bảo tố của tiểu tướng quân. Ngàn dặn dò, vạn dặn dò, dọc đường không cần nhặt đồ loạn, lại có nô tỳ kiếm củi đốt ôm hai con sói con đến doanh địa. Đây chính là ngòi nổ mọi người bị vây công. Chuyến này ước chừng 1.500 người, trong đó hơn phân nửa đều là quân nhân chuyên nghiệp, là hãng tướng Tiếu Tam Lan hắn tỉ mỉ thao luyện ở trong chiến trường có thể lấy một chọi 10, hôm nay, không ngờ bị chính 150 con sói quấy rầy đến chật vật không chịu nổi. Hắn phải làm gì những người này, còn không bằng huấn luyện một đội lang binh lấy một chọi 100. Khi giả lang vây quét thì lại có nô tỳ chạy loạn đi hướng người mình đụng đầu mũi tên, làm hại quân sĩ rón ra rón rén không dám sử dụng cường cung cường nỏ, còn có lúc chạy giết sói có dẫm lên thực vật có độc rơi xuống núi không bị sói gặm bị rắn cắn các loại bị thương các loại thê thảm thậm chí vào thời điểm mấu chốt cận vệ tiếu gia tỉ mỉ bồi dưỡng lại bởi vì ăn nhầm nấm độc tiêu chảy nôn mửa rồi biến mất không thể bảo vệ nam nữ chủ nhân mạng của ta là nữ quân cứu đây là may mắn sao không đây là sỉ nhục của các ngươi tiếu dương vung roi ngựa nặng nề trút lên trên đất kích thích một mảnh cành khô lá vụn rồi sau đó, hắn hung tợn nói, trên đường còn không tới thời gian một tháng, tất cả đều liều mạng thao luyện cho ta, sau khi đến Mông Châu mà không hợp cách thì toàn bộ cút đi cho ta. Lần này là Uyển Như không có việc gì cứu mình, lần sau có thể là ở địa phương chính mình không nhìn thấy nàng gặp tập kích, bất kể như thế nào Tiếu Dương phải loại bỏ khả năng này. Hơn nữa, một đoạn cuối cùng hắn chỉ mắng người mình, ánh mắt cự tuyệt thoáng nhìn qua ôn gia trong đội ngũ, người cản trở mặt kệ có phải là Tiếu Gia hay không, hắn đều không vui. Ông thất lang xấu hổ đến nóng lên, hắn cũng rất muốn gào thét một trận, một đám thành sự thì ít, bại sự thì nhiều, liễu y y, đầu óc ngươi bị nước vào nữa à? Trong rừng rậm có thể có con chó cho ngươi ôm chơi. Bị ôm thất lan nhăn mặt giáo dục một trận liễu y y cảm giác mình rất vô tội, sói con là bị tỳ nữ thân cận trong lúc vô tình ôm trở về, nàng ta lại không yêu cầu đối phương đi vào hang sói trộm, cũng chỉ là không nhận ra chơi một lát mà thôi, tại sao có thể đổ toàn bộ tai họa này lên trên đầu nàng ta được. Tuy trong lòng không cam, Liễu Y Y lại không dám mở miệng phản bác, chỉ ảo não nộp lên hai con sói nhỏ. Nàng ta nghe theo ý nguyện của mẫu thân mà gã cao, lại vi phạm yêu cầu không thể làm thiếp của phụ thân, hôm nay không có cách nào dựa vào nhà mẹ đẻ rồi, hoặc là nói, coi như vẫn được phụ thân yêu thương ông ấy cũng không cách nào khiêu chiến với trưởng công chúa. Có thể thấy được, nửa đời hạnh phúc của mình gần như cột ở trên người ôn thất lang, mắt nhìn thấy hắn đã từ từ sinh ra bất mãn, quan trọng hơn thời khắc này chỉ có thể tìm đối phương lôi kéo, sao lại có thể cáo kỉnh kêu an. Phải ở địa khu Tây Nam tiến hành thật cốt buộc lại lòng của ôn thất lang, 3 năm đến 5 năm ngăn cản hắn cưới chính thê, trước đó phải sinh ra được một đôi nam nữ, lúc này địa vị mới vững chắc. Nghĩ như thế, trong chặng đường còn lại liễu y y lộ ra khiêm tốn xin chỉ bảo, khiêm tốn làm người, cũng không có sai lầm nữa, chỉ lấy lòng ôn thất lang tính toán, tạo người. Thật ra thì, Nguyễn Như cũng có ý định như vậy nhân lúc còn trẻ sinh một đôi nam nữ, nhưng nàng lại không gấp gáp như vậy, bởi vì vừa bắt đầu Tiếu Dương cũng đã nói chiến sự địa khu Tây Nam mới vừa ngừng, trăm việc đợi làm. Cái gì gọi là trăm việc đợi làm? Chưa từng có kinh nghiệm xây dựng phát triển một địa khu đi lên nên Nguyễn Như cũng không rõ lắm, nhưng nàng lại lấy tình huống bết bát nhất để tiến hành tính toán, không có gì hơn chính là đổ nát thê lương, đất khô cằn ruộng hoang thậm chí còn có thể có thổ phỉ. Dưới tình hình như thế, làm sao có thể an tâm mang thai, chờ sinh. Thậm chí nàng có chút may mắn, thân thể mình còn phải gần nửa năm mới có thể dưỡng tốt, không đến nỗi ở lúc chưa chuẩn bị tốt mọi thứ bảo bảo đã vội vã tới. Về phần tiếu dương, suy nghĩ đầy trong đầu hắn đều là chuyện trú binh, luyện binh, chờ bình định, lúc ở nhà ăn mặc không cần lo, ra cửa bên ngoài dọc theo đường đi dựa vào săn thú là có thể nuôi sống một đống người, nhất thời không nghĩ xa xôi như vậy. Trước thời gian dự định, Tiếu Dương mang theo đại đội nhân mã thuận lợi đã tới phủ công Lĩnh Chiết Xung thuộc khu vực quản lý của phủ Đô Đốc Mông Châu Kiếm Nam Đạo, phủ Chiết Xung do Côn Châu quản lý trực tiếp, dưới có 6 huyện. Nơi đây vốn là phủ Châu Kimi thuộc về dân tộc thiểu số tự trị, thứ sử công Châu chính là thủ lĩnh Lô Lộc mang bản địa, đáng tiếc đó không phải là làm phản sao, sau khi triều đình trấn áp phái Hán quan nhậm chức phủ thứ sử, chức vị quan trọng, dưới huyện lệnh do dân bản địa đảm nhiệm. Phủ công Lĩnh Chiết Xung cũng là sau khi làm phản mới thiết lập theo như luật lần này phủ binh chỉ mấy trăm người, năm đầu hạ tuần bọn họ lại xảy ra xung đột cùng dân bản địa hao tổn hơn 100, lúc đó báo lên cho triều đình yêu cầu tăng binh, Tiếu Dương mới bị phái đến nơi đau đầu này chấn nhiếp. Chiều hôm ấy, Tiếu Dương an bài đám người uyển như ở tại dịch quán nghỉ ngơi, đông đảo binh sĩ tìm địa phương gần đấy hạ trại, bản thân thì mang theo văn thư liên quan tìm người lãnh đạo trực tiếp của mình báo cáo. Lẽ ra chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, sắc mặt của đô ý chiếc xung này lại rất không tốt không giải thích được, mí mắt gã cũng không nâng lên liếc nhìn văn thư dùng một loại giọng nói trong răng đau xót thở dài nói, hừng, ngươi dẫn theo ước chừng 900 người, ở ngoài còn có 300 bộ khúc. Cộng thêm tôi tớ, tỳ nữ cũng hơn 1.500, 1.600 nhỉ. Chỉ là có chút khó khăn, quá nhiều người không bố trí được. Vừa nghe gã ta nói như vậy, trên mặt tiếu dương thì khách khí lo lắng thấp thỏm nhưng trong lòng lại thoải mái. Thân là đô ý chiếc xung trên tay tổng cộng mới có chừng 600 tên lính, chỉnh cầu trợ giúp bên trên phái cho một trợ thủ, người mang đủ rồi nhưng đáng tiếc đều là tiếu gia quân, nghe thấy danh tự này cũng biết cả không nắm trong tay được. Huống gì, bên trên điều lệnh còn xác định rõ vị tả quả nghị đô ý tiếu gia này là đang phụng mệnh thực nghiệm phương pháp luyện binh mới, tất cả người của dưới tay hắn đều không thể tùy ý xử trí. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đô ý chiếc sung như gã chỉ là để bài biện, hơn nữa còn là một bài biện có giá trị không bằng thuộc hạ. Gã không cảm thấy bị khuất, không cảm thấy bực mình, lúc này mới kỳ quái. Vốn hạ quan cũng không muốn mang quá nhiều người, nhưng mà trên mặt tiếu dương lộ ra một lúng đồng tiền nhàn nhạt trên má, khó xử cười khổ nói, nhưng mà trưởng công chúa tương dương đưa nhi tử quý giá nhất của bà tới trong đội hạ quan, vì lý do an toàn cũng chỉ có thể, Ai da, điều này thật sự là không thể làm gì. Trưởng công chúa tương dương Đô ý chiếc xung nghe nói lời ấy thiếu chút nữa bị dọa đến tay run sao nhi tử của ngài ấy đến địa phương cất chim cũng không có này nhanh chóng suy nghĩ một chút mới nhớ tới không phải vị tiếu tiểu tướng quân trước mắt này là ngoại tôn của vĩnh an vương sao hắn và nhi tử của trưởng công chúa tương dương coi như là biểu huynh đệ bởi như vậy thì không thể bốc đồng giữ nguyên kế hoạch xua đuổi bọn hắn đi đến ở nơi vắng vẻ nhưng mà cũng không thể bảo bản thân nhường phủ đệ rộng rãi sáng sủa thật vất vả mới xây dựng được ông gia rất giỏi sao ta còn là hệ chính của tề gia đấy đô ý chiếc xung điều chỉnh vẻ mặt giả mù sa mưa tán gẫu với tiếu dương sau đó nói cho hắn biết đi ra cửa quẹo trái sát vách quan nha có một nhà bằng đất nhỏ chính là phòng ốc chuẩn bị cho tả quả nghị đô ý tổng cộng năm gian chính phòng một dãy nhà sau chỉ đủ người một nhà mang theo ba năm tôi tớ khó khăn ở giống như uyển như và triệu thụy liên ra cửa dù thế nào cũng là quý phụ nhân mang theo hai ba mươi tỷ nữ vậy làm sao có thể ở ai da đây thật là đúng là địa phương không đủ để ở nếu không thế này phủ công lĩnh chúng ta được quan gia cấp cho 10 khoảnh ruộng của công, người của bên ta không dùng bao nhiêu, có thể đi hỏi thứ sử công châu một chút ruộng còn lại ở nơi nào, để cho hắn an bài cho ngươi, có lẽ, những người còn lại là có thể cho an bài. Tề đô úy tươi cười rạng rỡ nói, còn thân thiết tiễn tiếu dương ra cửa, không chút thách khí giao vấn đề khó khăn này cho đồng liêu của mình. Dù sao một quan võ một quan văn cũng không phải cùng hệ phái, không áp lực. Tiếu Dương cũng không muốn dây dưa quá nhiều với người lãnh đạo trực tiếp không muốn gặp mình này, y theo như lời đi tìm thứ sử bản địa, lẽ ra, quân đội của Tiếu Dương và thứ sử quan trên ở loại địa phương này không có quan hệ lệ thuộc, nhưng hộ tịch của người đi đường bọn hắn lại thuộc địa phương của châu huyện quản lý, vốn sẽ phải cầm danh sách đi tìm người phủ thứ sử có liên quan để ghi danh nhân sĩ, thuận tiện tìm mảnh đất hắn nhất trí. Có lẽ thứ sử đã sớm biết được chuyện ôn thất lang và trịnh cung lượng, không chỉ có tự mình tiếp đãi Tiếu Dương thái độ còn rất khách khí, chỉ là khi hỏi đất đai chỗ ở hắn ta giống nhau rất khó xử chỉ thở dài nói chiến loạn ở bản địa mới vừa ngừng lại vốn phủ nha thứ sử cũng bị đốt cháy rồi hiện tại chỗ này mới xây ngươi cũng thấy đấy địa giới không lớn chỉ có thể đưa ra hai vườn nhỏ để khách tới ở tạm về phần các tướng sĩ cũng chỉ có thể tay làm hàm nhai ý tứ của hắn ta rất rõ ràng khách quý ở nhờ trong nhà cái khác thương mà không giúp gì được về phần ruộng đất của công một tay thứ sử lôi kéo Tiếu Dương đi tới trong viện chỉ vào một đỉnh núi nhỏ nơi xa, có chút ấp a à ấp úng nói, chính là chỗ đó, núi một mã huyện Bạch Thủy Hà. Dưới chân núi vốn cũng có dân cư, có lẽ còn có người ở. Đó là rừng núi. Tiếu Dương nhìn đỉnh núi nhỏ có thảm thực vật rậm rạp nơi xa xăm, rất hoài nghi hỏi, có 8 hecta ruộng tốt. Dù thế nào ruộng đất của công của quan gia cũng không thể là càng cỗi bị nhiễm mặn được, nhưng đỉnh núi kia lại không nhìn thấy có ruộng bậc thang, về phần kiều mạch, lúa mạch chờ thu hoạch càng thêm không thấy bóng dáng. Chân núi có ruộng, khai khẩn một cái cũng đủ rồi. Thứ sử ha ha cười gượng, biết Tiếu Dương nhìn thấu số lượng đất đai không đủ lại tranh thủ thời gian giải thích nói, đó là núi hoang bởi vì chiến sự mà bỏ hoang, mấy trăm hecta Đủ để ở, cấu tạo và tính chất của đất đai cũng không tệ lắm, săn thú cũng rất dễ dàng. Không nhà, không ruộng đất, muốn hơn một ngàn người đi lên núi làm giả nhân sao. Vượng người châu Á Tiếu Dương không thể làm gì trở về trạm dịch, lúc triệu tập mấy quan quân nghị sự quả quyết loại bỏ ôn thất lang phó tướng chỉ có tiếng không có miếng, quý công tử không chút nào có năng lực sinh tồn ở giả ngoại không cần tham dự lần thảo luận nghiên cứu này. Bởi vì, bọn họ gặp phải cảnh túng quẩn bết bát hơn so với dự đoán, không ăn, không uống, không mặc, không ở, lương khô, phải vóc mang theo bên cạnh dùng một chút là hết sạch, vậy cũng chỉ có thể hít gió Tây Bắc mà sống. Về phần bổng lộc triều đình cho, con mẹ nó, đang dùng bối tệ ở địa giới, phía trên phát tiền đồng có thể sử dụng sao? Cho dù là quy ra thành lụa gấm vàng bạc, vậy cũng phải được dân bản địa chịu giao dịch mới được. Một ngọn núi lớn như vậy, săn thú cũng được chứ nhỉ? Từ hàng ninh mở miệng đã thấy ngu rồi. 1,500 người, mỗi ngày mỗi người cần hai cân thịt, huynh là chuẩn bị ăn hết ăn cạn sạch thú như cá giết sang sông đầu hai tháng rồi sau đó chờ đói chết. Tiếu dương kinh thường trừng mắt liếc cả một cái, trước ở trên đường là đi săn, đây là chỗ chúng ta ở, không thể tác ao bắt cá. Vậy làm sao bây giờ? Từ hàng ninh như tên vô lại buông lỏng tay. Ta chỉ báo trước cho các ngươi tình huống trước mắt, ngày mai đi khảo sát mới có thể phân tích cụ thể vấn đề, vô cùng may mắn chính là, chúng ta nhậm chức vào mùa xuân. Tiếu Dương im lặng nhìn trời, cuối mùa xuân, nên còn kịp gieo giống nhỉ. Nếu như có thể tìm được hạt giống. Về phần nơi ở, tốt nhất là đám người bọn họ ở một chỗ đừng tìm đô ý chiếc sung, Thứ sử Cung Châu làm hàng xóm, vốn trịnh cung lượng và ôm thất lang vì tránh né tranh chấp hệ phái mới tới địa giới này, tội gì lại tham dự vào trong đó? Chỉ là, Tiếu Dương lại không theo lời thứ sử ôm lấy mong đợi quá lớn chuyện dân cư dưới chân núi, có lẽ có người ở nghe hòa toàn là cách nói uyển chuyển, không có cách nào ở. Sau khi an bài xong chuyện ngày mai mang theo 100 người dò đường, Tiếu Dương trở về phòng ở dịch quán, vừa đúng lúc nhìn thấy biển Như lại đang tính toán. Lần này nàng lại không vui mừng hân hoan giống lúc đếm đồ cưới mà là mặt ủ mày ê như ăn phải khổ qua. Tiểu mê tiền lại đang tính toán gì đấy. Tiếu dương ngồi xuống ở trước bàn, uống ừng ực vài ngụm nước ấm biển như rót cho hắn. Tính toán nhân số còn lại của chuyến này sau thương vong dọc theo đường đi, thủ hạ chàng quản lý là 900 người, quân lương triều đình phát cũng chỉ có bộ phận được ấm no thôi, ở ngoài còn có 300 bộ khúc, đó là tư binh tiếu gia, còn có gia đình nô tỳ, vv, ai gia. Viễn như mặt ủ mày ê đẩy bàn tính tính toán, tiếng buồn bã thở dài, nhiều người tiêu hao thật lớn, nuôi khó khăn. Tư binh chính là cần móc tiền túi của mình nuôi binh, gia đình, nô tỳ có thể ăn được no bụng mặt ấm hay không dĩ nhiên cũng là trách nhiệm của chủ tử, có quyền lợi tương ứng cũng cần trả giá thật lớn. Chờ dàn xếp tốt rồi tăng thu giảm chi đi, nhất định cuộc sống có thể trôi qua. Tiếu dương bày nét mặt đã tính trước, còn nhất định có thể trôi qua tốt. Ngủ ở đâu, quyết định chưa? Cũng không thể vẫn đợi ở bên trong trạm dịch, gian phòng vừa ít lại hẹp sau khi uyển như oán trách nuôi gia đình rất khó lại lập tức hỏi một vấn đề thật sự là tiếu dương không muốn trả lời ngày mai chúng ta cùng đi xem hắn vỗ óc một cái tránh nặng tìm nhẹ trả lời sau đó vội vàng kéo uyển như lên giường đi ngủ tránh cho nàng hỏi nhiều câu khó nữa lại không thể trả lời sáng sớm ngày kế tiếu dương dẫn đội kỵ binh quần áo sang trọng sống vai với thê tử mặc áo đỏ chạy đi núi một mã huyện bạch thủy hà lân cận chuyến này đường xá không tính là xa khoái mã đi ước chừng hơn một canh giờ mà thôi dọc đường phong cảnh thanh sơn lục thủy rất không tệ vừa bắt đầu biển như nhìn đông nhìn tây quanh hai bên còn cảm thấy tâm tình rất thoải mái lại không biết bản thân ở trên đường cũng bị cư dân bản địa đang làm ruộng nhìn nơi đây thường gặp người hán cũng đã gặp quý tộc người hán nhưng mà quý phụ nhân lại ít có chật chật váy dùng kim tuyến thêu hoa cánh chim tước vàng rất sống động thật là tinh mỹ thuật cưỡi ngựa hình như cũng rất được lại không biết là một người hống hách hay hiền lành. Viễn như mang mũ che mặt làm cho người ta không thấy rõ mặt. Nếu không bọn họ còn phải cảm khái. Da của nữ tử người Hán này thật đúng là trắng. trong trắng có đen. đây là bởi vì trong lúc vô tình Viễn như thấy được dân cư bản địa lấy chặt cây cắm vào dưới đất làm cây cột, bốn bề dùng cỏ tranh che giấu mà thành nhà lều. không có tường không có vách tường không vườn hoa thậm chí không có cửa chính tường viện. này đây là cái gì? nhà. Lúc biển như hỏi cũng yếu đến phát trung luôn rồi, đây chính là dân cư thứ sử nói. Chúng ta thấy như thế này, tương lai sẽ như thế. Xoa xoa phòng, thuộc về ngôi nhà truyền thống người lộ lộc. Tiếu dương y theo trí nhớ trong đầu thuận miệng trả lời, lại không giải thích cặn kẻ xoa xoa phòng đơn sơ nhất này chẳng qua là một loại kiểu dáng truyền thống trong đó của dân cư, thường gặp với bình dân hoặc là nhà bần dân. Như vậy, danh tự này thật sự hình tượng, ha ha. Biển như cười khổ cả trái tim cũng chìm đến dưới lòng bàn chân không ngờ rằng sau đó nàng ở dưới chân núi một mã thấy dân cư thuộc về mình đổ nát thê lương thật sự là đổ nát thê lương đều bị lửa đốt qua có phải phòng cũng sắp không nhìn ra bùn đất đen hay cây khô dân cư nữa hay không chỗ này có thể ở sao đến quỷ cũng không có cách nào ở có được hay không lần đầu tiên quý phụ nhân thế gia đại tộc đến từ kinh thành thân thiết cảm nhận được an cư lạc nghiệp cần phải từ từ chân chính xây nhà làm ruộng. Tiếu Dương ngồi trên lưng ngựa có chút phiền não chạy hết một vòng vây quanh phế tích, lấm lét nhìn trái phải. Huyện Bạch Thủy Hà này thật ra là do vài núi rừng liên miên chập trùng tạo thành, gần nhất, bên đông bắc chính là núi Mục Mã chỗ hiện tại bọn hắn đang đứng, xa hơn, bên tây nam là căn cứ quan trọng của bộ lạc lộ lộc hiện giờ. Thật ra là Tiếu Dương bị thứ sử bản địa và đô ý chiếc xung chỉ đến vị trí cửa ngõ, một khi xuất hiện bạo loạn lần nữa, nơi này là chiến trường đầu tiên. Vô cùng may mắn chính là, có một con sông lớn xuyên qua hướng dọc từ trên xuống dưới từ mặt bên núi một mã vừa lúc ngăn cách dãy núi liên miên lân cận vào mùa mưa tạo thành rãnh trời đây chính là sông bạch thủy sao Tuyển như nhìn ánh mắt phu quân mình rơi vào trên bãi sông cũng không khỏi nhìn sang nhìn ruộng bậc thang ở chân núi đối diện và phòng ốc mờ mờ ảo ảo chỗ giữa sườn núi kỳ quái nói tại sao không có cầu đò ngang cũng không có có dây trơn tiếu dương chỉ vào một sợi dây thừng uốn éo giữa không trung trả lời có thể tới trượt lên vượt sông, có lẽ trước đó cũng có cầu treo, có lẽ bởi vì chiến sự bị hủy. Về phần đò ngang nhất định là không có, sông này mùa nước khô thuyền sẽ mắc cạn khi đủ lượng nước lại vô cùng chảy xiết, thuyền không có cách nào ngang qua sông. Bốn phía, toàn bộ mọi người đều mang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Tiếu Dương, hắn cũng là lần đầu tiên tới, sao biết được rõ ràng như thế. Đây không phải là sông Bạch Thủy ghi chú trên bản đồ sao. Tiếu Dương chỉ vào bãi sông giải thích, đá cuội rất nhiều, còn rất lớn, có thể thấy được đây không phải là một sông cạn chỉ là trước mắt lượng nước không tính là đầy đủ thôi, đợi mùa hè nước cuồn cuộn tàn sát bừa bãi, cuồn cuộn mãnh liệt kích thích bọc sóng sẽ hiện lên màu trắng ở dưới ánh mặt trời, sông Bạch Thủy, ừm. Dân bản địa đặt tên cho sông núi hơn phân nửa là có nguyên do, sông Bạch Thủy, núi Ngục Mã, rất rõ ràng. Chắc hẳn, lúc trước nơi này cũng là người bản địa quần cư ở đỉnh núi, bình nguyên chân núi là nơi làm ruộng, trên núi chăn thả. Hiện tại, cũng rất nhiều người lui khỏi đến vị trí sông Bạch Thủy Nhĩ. Dọc đường nhìn thấy nông hộ hơn phân nữa là những hộ tá điền người Hán, thậm chí, rất có thể bọn họ bị bắt, tặng hoặc bị bán nô lệ, cung cấp cho quan viên địa phương, quân sĩ sai khiến. Cho nên, bọn họ ở xoa xoa phòng đơn sơ gì đó. Tuyển như nghe Tiếu Dương giải thích xong, mồ hôi lạnh trên trán lúc này mới phục tùng rụt về lại. Quả thật nàng không thể tin được loại phòng ốc đó lại có thể cho người ở, ngay cả chuồng ngựa nhà mình cũng không bằng, bốn bề gió lùa. Cũng không biết đất ở ngoài tường nang tre này là cỏ tranh hay rơm rạ. Nói không chừng không đợi được đến lúc thu hoạch mới rơm rạ năm ngoái cũng đã mục nát rồi, vậy không chỉ gặp gió lùa còn gặp mưa. Quyển như ưu sầu nhìn trượng phu một cái, rất sợ hắn sẽ nói chúng ta nhập gia tùy tục rồi dựng phòng ốc như vậy thôi. Vô cùng may mắn là, Tiếu Dương khảo sát một vòng ở bốn phía sông, chỉ vào một mảnh đất hướng lên từ chân núi cách đó không xa vị trí hơi có chút bằng phẳng thở dài nói, đống cây dựng nhà gỗ vị trí trống ra hướng xuống vừa đúng có thể biến thành một mảnh ruộng bậc thang để trồng trọt trên núi có thể trồng rau chăn thả còn có thể thử trồng cây ăn quả huấn luyện binh gì đó có thể tiến hành xen kẽ ở chung một chỗ cùng với làm việc tay chân dù sao phần lớn thuộc hạ là nam tử tráng niên hơi sức đầy đủ chỉ là đống cây thì hoàn thành dựng phòng còn thiếu thợ thiết kế về phần trồng trọt và trồng rau chăn thả Tiếu Dương ngẩng đầu nhìn tiểu đội trăm người theo mình lên đường cao giọng hỏi, ai trong các ngươi đã từng trồng trọt trước khi nhập ngũ? Nuôi gà, vịt, cá, heo, dê, có hay không? Chăn trâu. Nhìn đoàn người rối rít lắc đầu, nhiều lắm là có một hai người nói từng giúp một tay khi ở nhà, nhưng chỉ giới hạn trong giúp một tay không có cách nào theo đó để bắt đầu làm việc toàn bộ, nhất thời Tiếu Dương có một loại cảm giác hoa mắt. Sao hắn lại chỉ dẫn theo tinh binh lương tướng cốt lõi nhất của Tiếu Gia chứ? phải biết hơn nữa lính lợi hại này đều có nguồn gốc từ gia đình có truyền thống học giỏi, từ nhỏ đã luyện tuyệt đối mạnh hơn loại người nửa đường tuyển chọn từ trong nhà nông hộ, nói cách khác, thì ngược lại muốn cho bọn họ lâm trận đi đảm đương một nông hộ, khó khăn cũng tương đối lớn, kỹ thuật chuyên tấn công, không có cách nào. Nghe câu hỏi của phu quân, sau khi người khác nói xong, tuyển như yếu ớt giơ tay, nhỏ giọng nói, thợ xây phòng ốc, mang theo bốn, có ba còn sống cũng mang theo tới rồi, người giỏi làm ruộng có bốn, đều còn, nuôi súc vật cũng có. Chỉ là, hạt giống mang theo ở dọc đường đã mất đi một bộ phận, không quá đủ, cũng không có gà con, heo sữa, để nuôi. Ưm hừng, đây thật là đúng lúc. Sao nàng nghĩ đến chuyện mang theo những thứ này? Tiếu Dương vừa mừng vừa sợ ánh mắt cũng tỏa sáng, nếu không phải băng khoan quần chúng vây xem hắn hận không thể đi lên ôm biển như hôn một cái. Lúc khai quốc, Vĩnh Bình công chúa gả cho bộ lạc Bắc Địch, không phải mang theo các loại nhân viên nông kỹ sao. Bộ sách, nhạc khí hạt giống lương thực thậm chí còn bao gồm nguồn quay sợi thiếp cũng chỉ noi theo nàng mà thôi giọng điệu của uyển như bình tĩnh dùng bộ dạng như chuyện đương nhiên trả lời như vậy nói xong nàng lại từ từ đi tới bên cạnh tiếu dương ngửa đầu nhìn hắn cười nói nhớ phu quân từng nói qua tâm chiến vi thượng binh chiến vi hạ trừ võ lực chấn nhiếp ra nếu có cách khác khéo léo xúc tiến phát triển kinh tế văn hóa bản địa dùng cách đó tăng cường hữu nghị qua lại mang hán đây mới là con đường lâu dài để lập thân đúng không Xin giải thích, trong binh pháp công tử, công tâm vi thượng, công thành vi hạ, tâm chiến vi thượng, binh chiến vi hạ, nghĩa là, đánh vào lòng người là thượng sách, đánh thành là hạ sách, chiến tranh bằng tâm lý, ngoại giao là thượng sách, chiến tranh bằng vũ khí, binh lực là hạ sách. Đúng, rất đúng. Quả thật Tiếu Dương cảm động đến cảm xúc dân trào rồi, hắn không trách tuyển như đoạt lời kịch của mình, chỉ cảm thấy có hiền thê như vậy thật là phúc phận kiếp trước đã tu luyện, rất vinh hạnh. Hắn không biết chút nào, Tuyển như vì để bản thân biểu hiện ra thu hoạch lóng lánh trong giờ khắc này mà đã phải tốn bao nhiêu thời gian lén lút sắp xếp, bởi vì sau vụ mất thể diện vì không biết, bối tệ, nàng một xấp rồi một xấp lật sách ra xét phong thổ địa giới Tây Nam, lần lượt hỏi thăm người đã từng đi xa nhà cân nhắc cuối cùng nên chuẩn bị hành trang như thế nào, thậm chí cầu xin bà bà tìm ra chỗ danh sách đồ cưới của Vĩnh Bình công chúa nữ tử. Hoàng tộc chờ hòa thân đất mang di mọi rợ làm tham khảo. Chỉ vì khi phu quân có nhu cầu thì mình có thể ứng ngực trả lời, thiết biết rõ, thiếp đã chuẩn bị xong. Viễn Như cũng không cần làm chim tức tinh xảo bị người nuôi nhốt ở hậu viện, nàng chỉ nghĩ đường đường chính chính đứng sóng vai cùng A Dương, làm hiền thê nội trợ và cánh tay của hắn, cuộc sống như thế mới có ý nghĩa, từ thấu hiểu được cuộc đời đang vật lộn đỏ sức mới đáng cho nàng sống lại để hưởng thụ. Hôm nay, chuyện tình thợ xây đã giải quyết, Viễn Như rất vui mừng, nhưng kế tiếp nàng lại phát hiện thợ xây và bộ sách đốn cây xây nhà không ý nghĩa được mang theo, chuyện cày ruộng đất trồng có thể thuận lợi triển khai, nhưng bọn họ không có công cụ. Vũ khí chúng quân sĩ mang theo bên mình là đồ bằng sắt sắc bén có giới hạn, dù có rìu cũng là dùng chém người, không thể lấy ra đốn cây, mà cái cưa chuẩn bị để đốn củi cùng với dụng cụ nông canh càng thêm thưa thớt, tuyển như chuẩn bị cùng với đồ thợ tự chuẩn bị thêm cũng chỉ hơn 10 thanh mà thôi. Thật xin lỗi, không ngờ chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ. Sau khi trở lại dịch quán, tuyển như nhìn một đống đồ dọn ra kiểm kê có chút thẹn thùng chu mỏ một cái. Đây đúng là nàng thất sách, Đơn phương xác định vị trí chính mình cao cao tại thượng làm người hướng dẫn mà không phải là người đi khai hoang, quên mình cũng không phải là công chúa hòa thân, cũng không có đủ nhiều đầy tớ thúc giục tự chuẩn bị công cụ. Thợ rèn đi theo cũng có, chỉ là, chỉ là làm sao có thể chờ năm ba người này rèn ra từng cái công cụ thích hợp chứ. Hơn một ngàn người dựng lều trại ở lại một hai năm vậy cũng thật là chuyện cười, huống gì, coi như đợi được cùng cũng không còn mỏ thiết thạch có thể dùng. Có thể mua thì mua, có thể mượn thì mượn thôi. Tiếu Dương lập tức suy nghĩ muốn đi quấy rầy thứ sử Côn Lĩnh và đô ý chiếc xung Côn Châu, dầu gì cũng là quan viên tứ phẩm phụng chỉ đi nhậm chức, cũng không thể mặc cho bọn họ tùy ý đuổi, chỗ ở không có lương thực dầu mỡ, công cụ phải giúp một tay lấy cho ta chứ. Cái gọi là hôm nào không bằng hôm nay, từ núi một mã trở về dịch quán trong ban đêm ngày hôm ấy hắn mang theo ôn thất lang trịnh cung lượng đi bái phóng người lãnh đạo trực tiếp của mình, tề đô ý. Một ngày sau nghỉ ngơi và hồi phục, dù thế nào đối phương cũng phải tổ chức cho tương vũ quận vương và nhi tử bảo bối của trưởng công chúa một buổi tiệc tẩy trần chứ. Trên tiệc trụ, thuận tiện, nói ra nỗi khổ trong lòng, chỗ bọn họ ở không có, thứ sử có tình cung cấp hai nhà nhỏ cũng không quá mức hài lòng, nghĩ bản thân ở trong rừng non xanh nước biết xây dựng nhà gỗ vừa khổ với không có công cụ. Nể mặt mấy vị con cháu tôn thất, nếu thứ sử bày tỏ tất nhiên tề đô ý cũng không cách nào vắt chày ra nước, dùng hết khả năng kiếm ra chút công cụ giao cho Tiếu Dương, mặc dù là như muối bỏ biển nhưng có chút ít còn hơn không. Ngày kế, Tiếu Dương lại lặp lại chiêu cũ tìm thứ sử đòi chút gạo, dầu gì có thể vượt qua một khoảng thời gian. Ngay sau đó, hắn lại sai người dọn dẹp phế tích dân cư dưới chân núi rồi xây dựng xoa xoa phòng làm lều, khí thế ngất trời bắt đầu đốn củi. Trước khi xây dựng Tiếu Dương vẫn thương nghị với thợ một phen, bác bỏ đề nghị hy vọng xây ít nhất ba nhà y theo nhu cầu của thế gia kinh thành của đối phương. Hắn vốn là kẻ chủ nghĩa thực dụng, ra bên ngoài càng thêm không coi trọng giàu nghèo có thể xây gian nhà chắc chắn có thể che gió tránh mưa nhiều lắm là đông ấm hạ mát tội gì xa xỉ lãng phí chạm khắc thủ công tỷ mỹ nếu như tốn nửa năm một năm mới có thể xây xong chỗ ở của chủ tử vậy đám người còn lại lấy trời làm chăn lấy đất làm chiếu hả hơn nữa xây nhà kế núi gần sông phải nhập gia tùy tục ba nhà lớn vậy phải hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực hắn đề nghị xây dựng đoá một phòng phổ biến của người lộ lộc là được tên như ý nghĩa đây chính là dùng từng vật liệu gỗ xây dựng mà thành, lấy gỗ thô bắt chéo chồng lên làm tường, bổ ra tấm ván gỗ làm ngói chống đỡ nóc nhà, phía trên đè thêm phiến đá phòng gió thổi. Loại phòng này bởi vì lấy vật liệu dễ dàng ở khu rừng rất là bình thường, cũng là trong trí nhớ Tiếu Dương đã gặp, nhập gia tùy tục tuyệt sẽ không sai. Đóa một phòng Không phải xoa xoa phòng Tuyển như nhìn Tiếu Dương dùng que gỗ dựng mô hình xinh xắn, rốt cuộc thở dài một hơi. Có lẽ là chấn động của lều cỏ nhìn thấy trước đó quá lớn, hôm nay nàng nhìn cái này chỉ có một cửa chính, một gian chính phòng, hai gian phòng bên, một phòng cất giữ và một căn phòng bếp nhỏ nhưng trong lòng tràn đầy vui mừng. Người này, kỳ vọng tài cao sẽ thất vọng lớn, gian nhà kế cuối có rách đến không thể rách nát hơn nữa này nhìn cái gì cũng vô cùng thuận mắt. Thậm chí Uyển Như bắt đầu nghi ngờ ban đầu mình ở tại gia bởi vì không thể ở thiên viện cảnh sát tốt nhất mà quá cáo kỉnh, ngược lại đẩy người nam nhân duy nhất có thể dựa vào càng ngày càng xa, chuyện này có sao? Thật đúng là đại ngốc không biết dân gian khó khăn. Thật là, quốc ức nàng, rồi cũng sẽ tốt thôi, về sau nhất định có thể tốt. Tiếu Dương rất thương tiếc bưng mặt của biển như nhẹ nhàng mổ một cái, như đinh chém sắt cam kết, ta bảo đảm, nhất định tương lai sẽ thăng quan tiến tước để nàng trở thành nhất phẩm mệnh phụ được người người hâm mộ. Nghĩ lại, nàng chưa từng ăn qua đau khổ như thế ư. Thiên kim của thừa tướng gia có thể không chút nào khúc mắt đối mặt với hoàn cảnh sinh hoạt hỏng bét hôm nay, bản thân lại không thể thản nhiên không nhìn thấy sự uất ức và thỏa hiệp của nàng, không thể cứ như vậy để nàng yên lặng chịu vất vả. Quyền thế đương nhiên tốt, nhưng cũng không phải là sở cầu của thiếp, chỉ cần có chàng làm bạn, làm ruộng không tồi đấy. Viễn như cười ngọt ngào, chỉ cần tính tình của nam nhân có thể tin lại có năng lực, tại sao phải sợ hắn không thể đặt chân ở vùng đất mới. Làm ruộng, Tiếu Dương cười khổ, không có hạt giống làm ruộng cái rắm mặc dù vơ vét một trận ở chỗ đô ý chiếc sung và thứ sử, nhưng nông cụ vẫn còn thiếu rất nhiều, còn gà con, vịt con. Chúng ta đi tham gia cuộc so tài y tiết của người Lộ Lộc thôi." Tiếu Dương nhìn núi non trùng điệp ở đầu kia của sông Bạch Thủy, chỉ vào trại thôn nói như thế. Vừa tới nơi này hắn không có ý định co rút ở góc đóng cửa sống qua ngày, nếu đồ không đủ, vậy thì tìm hàng xóm lôi kéo tình cảm, dù sao sớm muộn cũng phải lui tới không bằng bắt đầu từ ngày mai. Lễ phơi y phục là cái gì? Phơi nắng y phục còn có thể ăn Tết viễn như không hiểu ra sao so tài là cuộc so tài ngay ngày mai cô nương trẻ tuổi biểu diễn y phục mình làm ra tranh tài ai khéo tay hơn sau đó khiêu vũ ca hát buổi tối là nam nữ trẻ tuổi dạ vũ tập thể ở trong trí nhớ của tiếu dương ngày lễ của bản địa có hình dạng này hắn cũng cố ý tìm người dò thăm xác định tính chân thật chỉ là nhân vật chính của cuộc so y tiết là nam nữ chưa cưới điểm này cũng không cần vẽ bề ngoài chiến thắng có phần thưởng gì đây mới là chuyện tham tiền chú ý nhất. Nào có tuyệt đối thắng bại, tiểu tử nhìn trúng người nào khéo tay dáng dấp đẹp để liền bắt lại. Tiếu Dương hài hước cười một tiếng, người tình trong mắt hóa tây thi, không thể nào có tên chân chính. Hả? Tuyển như kinh ngạc trừng lớn mắt, đây không phải là tự do yêu, tự do xem mắt sao? Rất thú vị, đi nhé. Chúng ta cũng biết một chút về phong tình dị tộc. Tiếu Dương dùng một loại giọng nói mơ hồ mang theo hoài niệm, lại đề nghị, chúng ta đều mặc y phục được làm đẹp mắt nhất, coi như không tham dự cũng không thể thua trận thế. Thiếp cũng đi. Vậy suốt đầu lộ diện, Uyển như lộ vẻ mặt khó khăn. Không có chuyện gì. Người lộ lộc là cơ cấu xã hội chế độ phụ quyền, nhưng địa vị phụ nhân rất cao, không có quy củ rách nát của hán tộc, mang theo nàng không sao. Thứ nhất là Tiếu Dương muốn cho Uyển Như mở rộng tầm mắt, mà đến, hắn cảm thấy để cho thê tử có dung nhan và năng lực tham dự trong đó, đối với người lộ lộc mà nói sẽ giảm bớt tính chất uy hiếp, dễ dàng được người tiếp nhận hơn. Viễn Như từ chối một phen sau đó không thể cưỡng được kiên trì của trượng phu, đồng ý cùng đi với hắn. Mà khi Tiếu Dương hỏi đường cửu và thuộc hạ ai nguyện ý cùng đi thì tất cả mọi người đều đầu nổi gân xanh dơ chân phản đối mới đánh giặc xong có được hay không, tâm tình của đối phương mâu thuẫn rất mạnh có được hay không, chính ngươi không muốn sống nữa còn mang theo thê tử, giữa hai tòa núi chỉ có dây trân đấy. Té xuống thì làm thế nào? ta sẽ mạo hiểm như thế sao? Nếu đưa ra chuyện như vậy dĩ nhiên là có một chút nắm chắc. Tiếu Dương im lặng lau mồ hôi đổ đầy cái trán, tại sao quân nhân có thể như con nít vậy? Ngươi không mạo hiểm. Không mạo hiểm có thể lấy 5.000 tiên phong giết năm vạn quân địch. Còn một mình dính vào mai phục nguy hiểm đánh chết đầu lĩnh. Từ hàng ninh rất bất mãn liếc hắn một cái, trong mắt là viết hai chữ lường gạt. Là các ngươi không biết, người lộ lộc có câu tục ngữ gọi là hạp tổ cách xử y, cư tổ A Mạc Y, tức là nói, trong lương thực khổ kiều mạch quan trọng nhất, trong nhân loại mẫu thân vĩ đại nhất. Tiếu Dương đã tính trước nói, theo như tập tục của bọn hắn nữ nhân là không thể tùy ý tổn thương, thợ săn không thể bắn giết chim nhạn, nam nhân không thể nhắm vũ khí vào nữ nhân, lúc dùng binh khí đánh nhau chỉ cần có nữ nhân ra mặt ngăn lại nhất định phải tạm ngừng. Cho nên, cho nên người muốn mang theo tam nương tử giúp một tay ngăn cản đau thương. Từ hàng ninh nhìn cấp trên mình mở trừng hai mắt, trong lòng lại thầm nói ngươi rất ti tiện. Đây chỉ là tình huống xấu nhất. Tiếu Dương đẩy từ hàng ninh ra, nhìn những người khác nghiêm túc nói, ngày mai là cuộc so tài y tiết của người lộ lộc, ai sẽ điều tra người nhiệt tình không mang vũ khí vào thịnh hội xem mắt mỗi năm một lần. Đánh cược một lần thôi. Cháu đang đánh cược tính mạng đấy, quá mức mạo hiểm rồi. Trịnh cung lượng biểu môi lắc đầu, rồi lại hào hứng bừng bừng cười một tiếng, chỉ là, nghe rất có ý tứ, tính cả ta nữa. Điên rồi, điên rồi, đều điên rồi. Đi nơi mang di tụ tập tham dự lễ hội của người ta, còn là mang di mới vừa khởi nghĩa bị trấn áp. Từ hàng ninh nóng nảy suy nghĩ ý đến độ muốn dậm chân, lại không ngăn cản được chủ ý của trưởng quan và con cháu hoàng tộc đồng cấp với mình. Gã chỉ có thể đáp ứng, sau đó thương nghị ngày mai Tiếu Dương mang theo ít người, gã trú binh ở bờ bên kia tiếp ứng, ngộ nhỡ có chuyện coi như liều mạng băng sông chảy xiết cũng phải chạy tới cứu viện. Đừng, ngươi mang người nên đốn củi thì đốn củi đi, mặt giáp đóng quân thoạt nhìn có tính công kích, ngược lại không đẹp. Tiếu Dương chỉ cho từ hàng ninh hơi lưu ý tình cảnh bờ bên kia, đừng có bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch. Rồi sau đó, biển như bảo Tiếu Đường chọn ba tỷ nữ dũng cảm chút, sáng sớm hôm sau cùng trượng phu đi tới trước dây trơn núi một mã, dân bản địa thông dịch lên sợi dây trước, di chuyển lướt qua bờ sông bên kia, để gã thông báo huyện lệnh Bạch Thủy Hà, tả quả nghị đô ý sắp mang theo thê tử viếng thăm thật ra cũng chỉ là treo ghế nhỏ thông qua sợi dây lướt qua viễn như chỉ vào gió núi lạnh rung đứng ở dây trơn nhìn bốn phía vách núi cao chót vót đằng trước nước sông dưới chân kích động đường dây treo cao mà còn treo lơ lửng nhất thời mặt không còn chút máu treo lơ lửng còn đáng sợ hơn ngồi kiệu tối thiểu vẫn là làm đến nơi đến chốn được người mang dây treo ở giữa trời cao thế này ta sợ độ cao có thể không đi hay không không thể lâm trận lùi bước Tiếu Dương một tay nắm ở hông của Uyển Như ở bên tai nàng rù rì nói, không có ý định trải nghiệm một lần kiểu cuộc sống khác sao. Khi già đi thì có thể rất đắc ý kể chiến tích với con cháu, đã từng làm công thần trao đổi mang hán, đã từng hiên ngang mạnh mẽ bay sang khe núi, đã từng cụ cụ. dù sao, là cuộc đời truyền kỳ. Phải sống mới có thể truyền kỳ chứ. Uyển Như từng bước một muốn rụt về phía sau, rồi lại bị Tiếu Dương gắt gao kéo không thả. Yên tâm đi, có ta ở đây. Tiếu Dương khăng khăng giữ ý kiến tuyệt không sửa đổi. Mới đến, đã trước hết bái phỏng thôn trưởng thôn mới lừa gạt chút giá trị. Hơn nữa, trong ký ức của hắn vốn Tiếu Lực Dương chính là hậu duệ người lộ lộc, truyền thuyết, giới luật, tập tục của bọn họ Tam Lan cũng rất rõ ràng. Hắn có 99% nắm chắc chuyến này sẽ không xảy ra hỗn loạn. Hắn rất tin chắc, ở địa khu Tây Nam mình có thể không cần liều mạng đánh đã có một mảnh trời riêng. Trong khoảng thời gian đợi thông dịch truyền tin tức tới, Tiếu Dương nói những việc cần chú ý với bốn nữ ba nam bên cạnh bao gồm thê tử mình. Ví dụ như ô mang có bảy bộ, A Mảnh, Quỳ Sơn, Vật, VV, Lộ Lộc thuộc vào một trong đó, mà bộ lạc Lộ Lộc lại phân ở nơi này mấy bộ lạc nhỏ. Theo như trong sách của Hán Tộc, đại bộ lạc có đại quỷ chủ, phàm ở trong một phạm vi có đến gần trăm gia đình lại có tiểu quỷ chủ. Tiếu Dương chỉ vào núi kia nói, huyện lệnh huyện Bạch Thủy Hà chắc hẳn là cái gọi là tiểu quỷ chủ kia. Hán Tộc cái gọi là Trịnh Cung Lượng cảm thấy cách chọn từ này của hắn rất là kỳ quái không khỏi có chút nghi ngờ. À, trong bộ tộc ô mang cũng không có kiến giải về quỷ thập ma chủ. Hoặc nhiều hoặc ít bị một nửa linh hồn kia ảnh hưởng tiếu dương ngạc nhiên một chút. Mặc dù hắn có nửa người thuộc chi nhánh có quan hệ không lớn với Mông Châu, nhưng cũng có thể tính là hậu nhân ô mang, tất nhiên sẽ có chút chán ghét với ý nghĩ xấu về mang di, quỷ chủ. Sau khi bị đường cửu hỏi, Tiếu Dương tận lực khắc chế dùng một loại giọng trần thuật giải thích, trong tư liệu văn hiến ghi chép về ô mang tương đối tóm tắt, nếu như mà cháu không tính sai, ô mang phải phân làm năm tầng, tư, mạc, tất, cách, trác, thủ lĩnh nắm giữ hành chính và quân sự phải là tư, mạc mạc hoặc là đức cổ, đức cao vọng trọng được trong tộc công nhận nắm giữ tư pháp, tất ma nắm trong tay tôn giáo và y dược, còn lại là công tượng. Nghề nông còn có đầy tớ. Trong sách nói, quỷ chủ chính là tất ma, đây nhất định là không quá thích hợp, lại không biết huyện lệnh chúng ta phải đối mặt rốt cuộc có kim thêm chức hay chỉ có một loại trong đó. Hiểu, ba quyền hợp nhất cũng chỉ cần lấy lòng một người, ba quyền chia ra cần chia ra đã động ba người. Hiểu ý thay thế từ hàng ninh cấp trên trực thuộc đi theo Tam Lan tới cũng là phái hành động. Giả lập tức rõ ràng lời nói của đối phương là có ý gì. Người này cũng cùng nhau lớn lên từ nhỏ với Tiếu Dương, biết hắn sẽ bắn tên mà không có mục đích. Ư, ừ, cần chú ý cơ cấu tổ chức xã hội cốt lõi của bộ lạc ô là dùng chi nhánh, bộ lạc của thủ lĩnh chính là chi tộc trưởng. Tiếu Dương gật đầu một cái, tiếp tục phổ cập, tức là chỉ, chúng ta sắp sửa tiến vào thôn trại mỗi người đều có quan hệ họ hàng. Bọn họ lấy loại liên hệ máu mũ phụ tử rồi tên trên hệ phổ của chi nhánh này làm ràng buộc, có nghĩa là chúng ta phải đối mặt với một tập thể vô cùng đoàn kết, chi nhánh nhất trí đoàn kết bảo vệ tộc nhân cùng với đi ra phía ngoài chiếm đoạt đầy tớ, thổ địa súc vật tài vật cũng có nghĩa vụ ngăn địch. Năm ngoái, nhóm người đô ý chiếc xung kia gặp chuyện không may, cũng chính là tiểu binh gây hấn gây chuyện nghiêm trọng mạo phạm một dân bản địa sau đó thủ lĩnh chi nhánh muốn có giải thích nhưng không được, kết quả biến thành quy mô lớn dùng binh khí đánh nhau trả thù. Không duy trì ích lợi một người, một hộ sắp bị trà đạp, không duy trì lợi ích một hộ, một tộc sắp bị hủy diệt, đây chính là tục ngữ của ô mang, mọi người phải tuân theo. Tiếu Dương lấy một loại thái độ nghiêm túc nói đến đây. Dư hiệu ý lại có chút xem thường, đoàn kết, cũng không có nghĩa là lợi hại. Nên nhớ gã là hắc giác binh, đây chính là tinh nhuệ trong tinh binh. Nam tử ô mang từ nhỏ đã do trưởng giả bộ lạc dạy sử dụng binh khí như thế nào, mỗi ngày học tập cưỡi ngựa bắn cung, nghe sử thi anh hùng, nam đinh của cả bộ lạc đều là chiến sĩ. Tiếu dương đón ánh nắng sớm lộ ra răng trắng như tuyết, nhếch miệng cười lạnh, ngươi cũng muốn bới móc khiêu khích vậy tự mình thử bọn họ xem có dũng mãnh vạm vỡ hay không. Tại sao khiêu khích? thuộc hạ chỉ nói là chúng ta không cần e sợ mà thôi. Dư hiệu ý cười gượng hai tiếng, không tranh chấp với cấp trên, gã mơ hồ cảm thấy kể từ khi Tiếu Dương đứng ở trước mặt nơi này cảm xúc có chút không bình thường, giống như có chút, kích động. Nhưng gã lại nghĩ không ra rốt cuộc trong lòng hắn mong đợi những thứ gì, sẽ không phải là để bộ lạc lộ lộc này bái phục hắn chứ. Rất không có khả năng. Nhiều nhất cũng chỉ bái phỏng một chút, cơ bản duy trì một loại quan hệ không can thiệp chuyện của nhau hòa bình lẫn nhau, cái gì đáng kích động. Dĩ nhiên Dư hiểu ý không thể nào hiểu một phần khẩn cầu và mong đợi gặp mặt đồng tộc hơn ngàn năm trước trong linh hồn của Tiếu Dương. Tam Lan vô cùng cẩn thận chưa từng nói cho bất kỳ kẻ nào hắn có trí nhớ cặn kẻ về. Mang Di, giờ phút này, cũng không có bất kỳ kẻ nào có thể nghe hắn bày tỏ mừng rỡ và không khỏi hoảng hốt này. Vậy mà, khi Tiếu Dương thấy được thông dịch vẫy tay sau đó lúc hắn để ròng rọc ở trên sợi dây trơn lôi kéo thê tử cùng đeo dây thường ngang eo lưng và dây thường bảo hiểm thì uyển như tựa vào ngực trượng phu nghe rất rõ ràng nhịp tim dùng dập mà có lực của đối phương vốn là sợ phải chiến đấu với hai sợi dây trên trán nàng đã trực tiếp toát mồ hôi lạnh uyển như chợt phát giác trước đây lúc tam lang mang theo mình lại mặt gặp phải tập kích chạy trối chết nhịp tim cũng không mãnh liệt như giờ phút này chẳng lẽ hắn là con vịt chết mạnh miệng thật ra thì cũng sợ ngồi dây trơn đi thật ư chớ đi có được hay không Nhất thời nàng mang theo tiếng khóc nức nở ôm lấy chạc cây đại thụ bên vách núi buộc dây trơn, sống chết không muốn dịch nửa bước. Tiếu Dương hoàn toàn không trả lời nàng, sau khi lôi kéo các vòng móc lặp lại kiểm tra dây thừng, đột nhiên kéo biển như gắt gao, nhất chân dùng chân trái dẫm mỏm núi đá, đưa lưng về phía dãy núi nhanh chóng trượt xuống. Dây trượt phía trên bạch thủy hà này thuộc về trượt đứng, cách vị trí không xa có hai dây trượt một đến một đi, một đầu cao, một đầu thấp dễ dàng trượt đi, nhưng vì phòng ngừa lúc đến nơi không thu lại được trực tiếp hung hăng đánh tới vách đá, góc nghiêng của dây trượt cũng không lớn. Vì vậy, lúc trước đơn độc một mình thông dịch trượt có thể rất dễ dàng đến bờ bên kia, hai người Tiếu Dương và Uyển Như đồng thời trượt bởi vì quá nặng dây thường xuất hiện hình cung trầm xuống, đang lúc rất đau khổ bị ép dừng lại. Quả nhiên sợi dây không được, còn phải biến thành dây kéo. Tam Lan nhỏ giọng cảm khái, đồng thời suy nghĩ lại mơ hồ một chút, ở đại tề, có thể nung sắt thành thép rồi quay thành dây sao. Hôm nay, chỉ còn rèn thép nhỉ. Đến rồi sao? Nếu giờ phút này thần trí của biển như tỉnh táo nàng cần phải tò mò hỏi cái gì là dây kéo, nhưng sắc mặt nàng lại tái xanh, hai mắt nhắm nghiền, liều mạng ôm hông của phu quân, trong tai chỉ nghe thấy tiếng nước chảy sao động và gió xuân gào thét, vì vậy, chú ý cũng chỉ là vấn đề sinh tồn. Ư mờ! Tiếu dương hàm hồ nói, sau đó cười nói, nàng mở mắt ra xem một chút đi. Nhưng sao chân thiếp vẫn treo lơ lửng giữa trời? viễn như thận trọng xe dịch chân không ngu ngốc để bị lừa hả còn thiếu một chút xíu nữa chờ ta dẫm lên trước rồi mới có thể kéo nàng tiếu dương dùng giọng nói bình tĩnh mà có thể tin được đầu độc thê tử mở mắt ra xem một chút đi cảnh trí khó gặp không nhìn sẽ hối hận hừng viễn như nửa tin nửa ngờ mở mắt ra lập tức thấy được dãy núi sau lưng tiếu dương còn có dây trượt treo lơ lửng giữa trời không cần tính toán cũng biết ít nhất còn mười mấy bước mới có thể tới bên bờ nhất thời hết thảm một tiếng a à tên lường gạt. Ở y, can đảm cũng là càng hù dọa càng lớn, ban đầu không phải sờ ngựa cũng sợ sao, hiện tại công phu cưỡi ngựa bắn cung của nàng thật tốt. Tiếu dương vội vàng vỗ nhẹ nhẹ lưng uyển như trấn an, hiện tại không có cách nào trượt, ta muốn lấy tay lôi kéo trượt đi qua, chính nàng ôm eo của ta, đừng sợ, sẽ tốt ngay. Cưỡi ngựa bắn cung hữu dụng, lơ lửng giữa không trung có thể làm gì. Giờ phút này uyển như cũng biết không thể lại ôm trượng phu quá chặt, để tránh hắn không có cách nào động được, muốn nàng buông tay đó là vạn lần không thể được, nhiều lắm là cũng mở mắt xem một chút vị trí trượt điều chỉnh tư thế của mình tận lực không gây trở ngại cho Tam Lan. Có thể nhìn phong cảnh. Sau khi Tiếu Dương trả lời, thì đưa tay ra mang bao tay ra, bắt đầu trượt dọc theo dây thừng. Phong cảnh, có phong cảnh gì để nhìn? Chỉ là, nếu đã chết qua một lần rồi thì còn gì để sợ? Viễn như nghĩ như thế, rốt cuộc lấy hết dũng khí khi trong lòng đang run sợ cắn răng ngắm nhìn bốn phía lúc này nàng mới phát hiện ra khi không có cách nào làm đến nơi đến chốn thì ngủ qua người lại cứ lệch trở nên rất nhạy cảm Viễn như ngước đầu thấy được bầu trời xanh rốt cuộc gần bao nhiêu nghiêng mặt nhìn thấy nước sông lao nhanh là dân trào cuồn cuộn đi từ ở giữa sơn mạch như thế nào nàng ở giữa không trung rõ ràng nghe được tiếng chim hót véo von trong núi rừng ngửi được mùi thơm ngát của cây cối mùi khi nói chuyện hình như trong môi còn mang tới ẩm ướt của nước sông đây là một loại trải nghiệm rất kỳ lạ có lẽ là đến cuối cuộc đời nữ tử bị nhốt ở trong hậu trạch nội viện cũng không cách nào cảm nhận được cảnh đẹp tráng lệ thần kỳ này. Quan trọng hơn là, nàng cảm thấy từng trải của Tiếu Dương và nam nhân bình thường tuyệt đối không giống nhau, người có tầm mắt rộng thì thành tựu nhất định lớn. So sánh với hắn, tạ tuấn giật loại quý công tử đạp thanh tựa như du học thì tính là cái gì? Cả đi qua thuộc đạo sao? Cả biết cái gì là dây trượt sao? Cả dám đi bộ lạc mang di mở mang hiểu biết sao? Ta đều có thể. Thật ra thì, Tiếu Dương nhìn người rất chính xác, đã từng kìm nén cả đời, từ trong xương quả thật biển như có một loại tinh thần mạo hiểm, sống lại mới bắt đầu nàng chỉ muốn đặt chân ở Tiếu Gia sống an ổn qua ngày, nhưng khi nàng dần dần rộng mở cánh cửa lòng cũng lấy được hạnh phúc lại khát vọng có nhiều hơn. Biển như muốn nếm thử cuộc sống không đồng dạng như vậy, đang mong đợi có thể sống đặc sắc hơn, thậm chí nàng đã bắt tay vào làm sáng tác du ký, chờ ở điều kiện thích hợp tính toán vẽ bức họa cảnh đẹp đã gặp làm thành lưu niệm, lúc này mới không uổng công chuyến này. Ngồi dây trượt, đây không phải là một loại trải nghiệm vừa kích thích lại mới lạ sao. Như nhảy dây, sau khi vượt qua sợ hãi ban đầu, nàng lấy được vui vẻ kiểu khác. Cũng chính là phu thê tiếu dương bọn họ chậm trễ chút thời gian, ba nô tỳ phía sau cùng với trịnh cung lượng chờ ba nam nhân tới đây rất là nhanh chóng, trượt một cái là trượt đến. Chờ ở bờ bên kia đã đứng vững, chân của biển như vẫn có chút như nhũng ra, nhưng mà trên mặt dù có sợ hãi nhưng cười rất hưng phấn, sau đó nàng vội vàng thẳng người đứng ở bên người Tiếu Dương, nghe hắn tiếp lời với đám người thôn dân bản địa đến nên đón dưới sự trợ giúp của thông dịch. Thân phận đối phương hình như không thấp, bởi vì vẻ mặt tam Lang tươi cười và giọng điệu khách khí, dù hiểu trượng phu quá sâu uyển như cũng mơ hồ cảm thấy lúc mới đầu giọng điệu của hắn có chút khô khốc, lại không biết do duyên cớ nào. Có lẽ là nghe nói Tiếu Tam Lan sắp sửa đóng quân một ngàn tinh binh ở bờ bên kia, quy cách tiếp đãi của đối phương vô cùng cao, trực tiếp do thủ lĩnh bộ lạc ra đón, chắc là muốn nhìn một chút xem người đến có ý tốt hay không rồi tự mình quyết định là lập tức đuổi đi hay nên vào trại. Mà khi Tiếu Dương hiểu rõ thân phận của đối phương lại tiếp tục dò xét cẩn thận phục sức trên người của đối phương, quả thật khóc không ra nước mắt. Sao hắn lại quên đại tề là tùy sau khi thành lập quốc gia và đại đường trong trí nhớ lại có chút tương tự, mà ô mang đang cư ngụ ở xung quanh hồ Côn Minh thì lấy chăn nuôi gia súc làm nghề nghiệp chính, nuôi trâu ngựa không có sở trường trồng trọt cũng không có vải vóc màu sắc rực rỡ, thậm chí có một đoạn thời gian rất dài nam nữ đều mặc da bò. Ta là bị rút não mới nghĩ đến chuyện tìm bọn hắn mượn hạt giống lương thực và công cụ nông canh nhỉ. Trên mặt Tiếu Dương tươi cười nhưng trong lòng nổi khổ chất chứa. Nhìn y phục vải thô màu đen mặc trên người tư mạc và trang sức hoa văn đỏ vàng không tinh xảo trên cổ áo, hắn sẽ hiểu, kinh tế và trình độ khoa học kỹ thuật của bộ lạc lộ lộc này cũng còn tương đối rơi ở phía sau. Cho dù bọn họ có trồng trọt thức ăn, đó cũng là đốt rễ gieo hạt, đi vòng đỉnh núi đốt cây của thành tro là có thể làm phân bón sau khi tùy ý cày đâm trên đất một lỗ bỏ mầm móng khổ kiều mạch là có thể ngồi chờ thu hoạch được rồi khổ kiều mạch đúng là một loại thực vật rất dễ trồng đến đất đai cằn cỗi nhất nó cũng có thể dãy dụ sinh tồn nhưng mà vùng trung nguyên là không có người xem loại vật này làm lương thực khổ kiều mạch ở kinh thành chỉ được coi như là gia vị hoặc là dược trà làm sạch dạ dày sau khi tiếu dương tự giới thiệu mình hàng huyên mấy câu lập tức vung tay lên để cận vệ đi theo đưa quà tặng đã chuẩn bị tỉ mỉ lên, cống phẩm, quy tư bồ đào tử. Lộ lộc là một tộc người làm rượu ngon, lúc đãi khách vào cửa là mời rượu, người làm khách dĩ nhiên cũng có thể dùng rượu ngon viên đạn bọc đường này oanh mở buồn tim đối phương. Thê tử ta sở trường về âm luật, thích đủ loại hình ca múa, nghe nói nơi này có tụ hội náo nhiệt, lúc này bên ta mới mạo muội tiến đến, hy vọng không quấy rầy đến mọi người tiếu dương trực tiếp bày tỏ đoàn người mình là tới vây xem cuộc so tài y tiết không liên quan lập trường chính trị chỉ muốn tham gia náo nhiệt huyện lệnh bạch thủy hà dò xét cẩn thận vị võ tướng đại tề trước mắt này ngửi mùi rượu hương thuần nồng đậm lại nhìn bốn vị nữ tử mặc y phục theo thùa tinh xảo rốt cuộc nhanh nhẹn cười một tiếng dùng ngôn ngữ bổn tộc nói người tới tức là khách xin mời hắn ta có thể nghe hiểu bộ phận tiếng hán lại không thể nói cùng trao đổi với tiếu dương toàn dựa vào thông dịch nhưng từ từ hắn ta phát hiện vị tả quả nghị đô úy này lại có thể từ từ bắt chước ngôn ngữ của bọn họ, mặc dù chỉ nói lặp lại như vẹt, âm đọc cũng không coi là rất chính xác, nhưng hắn lại chậm rãi học từng từ từng từ một. Biểu hiện của Tiếu Dương mang lại cho tư mặt lộ lộc trung động là rất lớn, bởi vì người đại tề khác luôn tự cho là cao cao tại thượng thế nhưng hắn lại nguyện ý học tập ngôn ngữ mang di trong mắt người Hán, hơn nữa còn học nhanh như vậy. Vì vậy, vốn hắn ta chỉ tính toán mang theo người đến này tùy ý đi bộ một vòng quanh đánh ca trường trên sườn núi lại càng ngày càng cảm thấy vị tiểu tướng quân này hợp khẩu vị mình đột nhiên đổi chủ ý đưa bọn họ tới nhà mình làm thành khách chân chính nhiệt tình khoản đãi vào thông trại sau khi thấy đồng ruộng của bộ lạc lộ lộc cỏ dại và mạ cũng không phân rõ đám người trịnh cung lượng chỉ tò mò nhìn quanh không chút nào phát hiện mình có thể gần như vượt qua thân phận đối địch tiến vào trại người khác đã vượt qua ý nghĩa thời đại hơn nữa bọn họ cũng không biết Tiếu Dương đang nhìn những mầm non khổ kiều mạch mới vừa chui từ dưới đất kia lên vừa đang tính toán, dứt khoát để cho mọi người đều ăn thức ăn giống ô mang, nhập gia tùy tục, dù sao, hắn rất hoài niệm bánh khổ kiều mạch trong ký ức kia. Không đợi đến vào nhà gỗ rộng rãi tư mạc đã bắt đầu mời uống rượu, sau đó có người dắt một con trâu đi tới trước mặt Tiếu Dương, mời hắn xem hiện trường làm thịt. Nghe bò kêu tim của Uyển Như cũng sắp rớt ra, người hắn giết trâu cày là phạm luật, thật sự là hai đời nàng cũng chưa từng tận mắt thấy giết trâu ăn thịt, à, nơi của bọn họ không gọi là giết trâu mà gọi là đánh trâu, không cần đao dùng chùi y đập chết. Sau khi vào nhà trừ tỳ nữ ra mấy người ngồi xuống vây quanh lò sưởi, nàng chưa kịp điều chỉnh tốt tâm tình lại bắt đầu uống một vòng rượu mới, cùng một cái ly đi một vòng thay phiên uống, ly rượu kia đưa tới trên tay biển như thì gan của nàng cũng đau, phía trên ly gỗ là ba màu đỏ vàng đen, phía dưới là ưng trảo, móng vuốt hùng ưng rất sống động. Tiếu Dương thấy động tác chần chờ của nàng lập tức khẽ cúi người nói nhỏ, đây là trụ chuyển vòng, một người một hớp, nàng hớp một cái tượng trưng là được, không cần uống sạch toàn bộ. Vâng, đây là móng vuốt hùng ưng thật. quyển Như vừa nói qua vừa dơ ly rượu lên, xề gần lại nhìn nhất thời hiểu mình là hỏi vô ích rồi, cảm nhận hoa văn trên ly này, tuyệt đối hàng thật, trung động thật dọa người, địa khu mang di quả nhiên khác người nàng cười khổ uống rượu sau đó trơ mắt nhìn chủ nhà vê vật gì đó chẳng biết màu đen rồi ném vào bên trong lò sưởi đào trên đất bên trong phòng một khắc đồng hồ sau lại đẩy than bụi nhặt vật đó ra vừa thổi vừa đập mấy cái cười đưa cho mọi người ăn đây là bánh cổ kiều mạch thật là thơm tiếu dương ngửi mùi thơm ngát tràn ngập bên trong phòng cười giải thích cho uyển như sau đó để nàng học tự mình nhúng mật ông dùng uyển như may mắn mình không bị bệnh thích sạch sẽ coi thường bụi trên bánh gắn gượng cắn một cái lại phát hiện thức ăn nhìn tầm thường cảm giác cũng hơi thô rác này, lại trong ngọt mang theo đắng, quả thật rất thơm. Không bao lâu, trình lên một đầu trâu lớn được chứa ở trong mâm đồ sơn mài, trực tiếp đưa tới trước mặt Tiếu Dương, giờ phút này vừa vặn thông dịch ra cửa thay y phục không có ở bên cạnh, trịnh cung lượng rất nghi ngờ hỏi, đây là muốn làm gì? Xem bói. Tiếu Dương thuận miệng đáp rồi sau đó quan sát đầu trâu sau đó nói với tư mặt một câu địa phương của bọn họ, đưa đến đối phương cười to. Hắn cười cái gì? Chàng nói cái gì? Viễn Như cũng là gương mặt tò mò. Tập tục bản địa, xem bói hung cát nói lời nói may mắn. Tiếu Dương đang trả lời đồng thời hít một hơi thật sâu, đột nhiên cảm thấy hốc mắt mình có chút nóng lên, tập tục này quả nhiên giống trong trí nhớ, thật là hoài niệm. Không bao lâu, thiếu nữ lô lộc môi hồng răng trắng vừa ngân vang ca khúc vui vẻ vừa nhảy vũ điệu mang thức ăn lên, bưng tới một cái bồn lớn chứa những miếng thịt trâu lớn chừng quả đấm viễn như và trịnh cung lượng luôn sống trong tinh xảo nhất thời sững sờ bọn họ thật sự không quen ăn cục thịt hơi nấu qua trộn chút muối rồi lại không có biện pháp cự tuyệt ý tốt của đối phương trâu bất kỳ ở nơi nào đều là súc vật vô cùng trọng yếu cho dù là người không hiểu quy củ của lộ lộc cũng có thể biết đây nhất định là tiệc mời cỡ cao nhất bởi vì ăn không ngon mà không ăn tuyệt đối kỳ cục sẽ đắc tội người dù bên ngoài thịt này có một chút vị muối khẽ cắn nửa bên trong tơ máu chảy ra bọn họ còn ăn canh chua cây tươi sống vào trong bụng, cũng chỉ có tiếu dương miệng to nhai thịt uống ly rượu lớn ăn rất say sưa. Cho dù là có khó khăn trên trao đổi ngôn ngữ, nhưng tư mặt lộ lộc cũng nhìn thấu võ tướng đại tề này là thật sự cảm tạ bữa tiệc mời của hắn ta từ trong lòng, là rất thích những thực vật này. Thế gian người lui tới vốn lấy tâm thân mật, tam lan bởi vì quen thuộc phong tục lộ lộc và giọng nói quê hương mà hân hoan, tất nhiên tư mạc cũng bởi vì thái độ của đối phương mà rất là vui vẻ, không đợi cơm nước no nê hai bên cũng đã thuận lợi phá vỡ ngăn cách ngay từ đầu, đặt cơ sở vững chắc cho các loại hợp tác trong tương lai. Đồng thời, từ bụng cho đến cổ họng của Viễn Như đều đang sôi trào, cơ bản không muốn đi nhớ lại bữa cơm trưa này rốt cuộc nàng nuốt xuống thế nào, chỉ là sâu sắc cảm nhận được xung đột ở giữa mang háng thật ra thì cũng có thể thể hiện ở trên các phương diện trong sinh hoạt, chỉ đến ăn cũng khác. Nếu như không hiểu rõ tập tục của người bản địa thấy cục thịt còn mang theo tia máu vậy sẽ cảm thấy mình bị lạnh nhạt nhỉ cự tuyệt ăn còn là không cho người lô lộc thành tâm đại khách thể diện tập tục ngôn ngữ khác nhau hơn nữa chuyện sưu cao thuế nặng làm sao có thể không có xung đột đẫm máu Biển như theo tư mạc đi tới đánh ca trường chỗ bọn họ tổ chức cuộc so tài y tiết vừa trầm tư vừa không nhịn được nhìn phu quân đi ở bên người mình ở dưới tình huống các loại sách cũng không nói tỉ mỉ làm sao hắn biết rất nhiều sở thích và quy củ của ô mang đây Bộ đào tử này là rất sớm trước đó hắn tính toán bảo mình chuẩn bị trước khi đến địa khu tây nam di khi đó là hắn biết người Lộ Lộc thích trụ rồi ư? Nếu thích trụ, mình am hiểu chân cất trụ của thế hệ trước có phải cũng có đất dụng võ hay không? Nghe thấy không? Tiếng nói tiếng cười bên kia. Tiếu Dương chỉ vào đỉnh núi từ xa hắn giọng nói, người nơi này vừa biết nói chuyện vừa có thể hát, có thể nhảy, chúng ta được mở rộng kiến thức rồi. Tam Lan rất hưng phấn lôi kéo biển như đi đánh ca trường, đoàn người nhìn nam nữ thanh niên Lộ Lộc nhảy múa vui vẻ hát đầy nhiệt tình từ các nơi tụ tập tới nhìn bọn họ làm thành một vòng quanh người thổi nhạc khí vừa ngâm nga vừa hất tay, đá chân nhảy, đánh ca. Gió quất vào mặt, hoa dại khắp núi, tiếng hát cao vút quyển chuyển từng tiếng từng trận đánh thẳng vào trời cao, cảnh tượng điền viên tự do không câu nệ, người xem không khỏi tâm trạng nhộn nhạo. Không biết, bốn tiểu nương tử ăn mặc trang điểm lộng lẫy từ kinh thành cũng được các thiếu nữ lộ lộc len lén vây xem. Họ chưa từng mặc vật liệu hoa lệ như thế, theo thù tinh xảo như thế, sợi chỉ theo còn mảnh hơn sợi tóc sáng người hơn sao trên trời. Kẻ có gan lớn thậm chí trực tiếp đi lên phía trước hỏi thăm Nguyễn Như, lụa gấm trên người nàng là dệt ra thế nào, hoa tươi và bướm màu trên làng váy nàng là dùng cái gì theo. Cần dùng máy dệt và nguyên liệu đặc biệt, ta cũng không biết quá rõ ràng nhưng thợ thủ công trong nhà biết. Nguyễn Như cười giải thích như thế, không chút nào bởi vì đối phương là Mang Di mà lộ ra thái độ cao cao tại thượng thậm chí nàng rất thản nhiên thừa nhận mình chỉ biết theo hoa theo đường sợi hoàn toàn không biết đang nói chuyện ánh mắt quyển như nhìn về phía các thiếu nữ cầm tay vui vẻ nhảy ở đánh ca trường cảm giác ngứa ngáy các nàng nhảy rất tương tự đạp ca ở kinh thành tiết tấu rõ ràng động tác cũng không phức tạp tùy ý xem một chút là có thể học được nàng đã không nhớ nỗi rốt cuộc đã bao lâu mình không có nhảy tùy ý như vậy loại không khí này dường như huyết dịch của cả người đều đang kêu gào bỏ xuống dè dặt đi cùng các nàng cười vui hi hi ha ha, ngôn ngữ không thông có quan hệ gì, tiếng hát có thể truyền lại cảm xúc, tứ chi có thể biểu đạt tâm tình. Thiếu nữ hỏi thăm nàng hình như cũng từ trong ánh mắt của biển như nhìn thấu nàng khát vọng, đột nhiên phất tay gọi đồng bạn của nàng ấy tới, khi nhiều nữ tử lộ lộc kéo biển như và tỳ nữ của nàng vọt vào vòng nhảy thì tiếu dương trực tiếp choáng váng. Trái lại hắn không lo lắng biển như có thể gặp phải nguy hiểm hay không, chỉ cất giọng nói, này, đó là nữ tử chưa cưới mới tham dự. Đây là thịnh hội xem mắt đấy Nàng chạy ra làm gì Đã bị nhanh chóng kéo đi Quyển như nhảy một vòng ở đánh ca trường náo nhiệt nhất Bốn phía đều là tiếng hát của nữ tử lộ lộc Tiếng nhạc Dù ở trong nháy mắt lúc ban đầu nàng hoàn toàn không chú ý tới tiếng thét của trượng phu Nhưng dựa vào nguyên tắc xuất giá tòng phu Nếu biển như muốn nhảy múa ở nơi đông người nên được phu quân cho phép Hơn nữa Mới đến nên quả thật nàng không rõ ràng lắm Rốt cuộc mình có thể tham dự chơi đùa đạp ca vừa hát vừa múa, này của dị tộc hay không? Cho nên, cho dù nàng cũng muốn đứng sóng vai với thiếu nữ lộ lộc mời mình nhưng không lập tức đi theo họ nhảy múa theo điệu nhạc, mà là sau khi đứng vững trước tiên quay đầu lại nhìn về phía tiếu dương đứng ở trên sườn đất nhỏ. Một khắc trước đó, Tam Lan còn lòng như lửa đốt muốn kéo thê tử trở về, cũng trong nháy mắt thay đổi chủ ý, cười một tiếng khích lệ uyển như, rồi sau đó nâng cánh tay phải lên mở lòng bàn tay khẽ ra dấu tư thế, đi đi. Đây là nhảy múa xem mắt đấy, Cháu không sợ à?" Trịnh cung lượng mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn chất tử bên ngoại của mình. "Không sợ, là của cháu cũng không chạy được." Tiếu Dương rất tự tin trả lời, trong lòng lại hơi sững sờ, hắn đột nhiên ý thức được mình thật sự quan tâm tin tưởng uyển như đến loại trình độ không quá hợp lý. Trong nháy mắt thê tử bị bắt đi nhảy múa, phản ứng đầu tiên của hắn chính là nàng biểu hiện xuất sắc như thế này có thể bị người đoạt đi hay không phải biết đúng là lộ lộc có phong tục đoạt hôn hơn nữa bọn họ cũng không kiên kỵ đối phương không phải hoàng hoa đại khuê nữ, bên bọn họ chỉ có bốn nam bốn nữ mà thôi, thật sự xảy ra chuyện gì muốn khóc cũng không kịp. Nghĩ như vậy, Tam Lan lập tức khẩn trương đến đầu đổ mồ hôi lạnh. Cho đến khi nghe tư mạc cùng đi bên cạnh hắn giọng cười to, hắn mới phản ứng lại, ô mang thực thi chế độ cưới trong tộc và trong cấp bậc thứ bậc, phàm không tuân theo quy củ này cơ bản đều là chết, dù mấy người nữ tử hán tộc các nàng như thế nào cũng sẽ không bị nhầm thành thiếu nữ tham dự xem mắt tập thể. Cho dù là một ngàn năm sau cũng không có người tán thành kết thân cùng ngoại tộc, lúc này trong bộ lạc lộ lộc sẽ có tiểu tử đánh chủ ý lên uyển như ư. Mặc dù nàng là tiểu nương tử chưa cưới cũng không thể có người liều lĩnh như thiêu thân lao đầu vào lửa bị nguy hiểm đuổi ra khỏi gia tộc, nhiều lắm cũng là nhìn đến nghiện thôi. Coi thường tình huống thực tế mà quá khẩn trương, vì để cho thê tử thoải mái mà đồng ý để nàng đi nhảy múa, khi nàng chân chính ở đánh ca trường bắt đầu theo người khác nhảy múa sau khi mã bố hồ lô khèn tấu lên âm thanh bản thân lại lòng chua xót khó nhịn ăn giấm xin giải thích mã bố là một loại nhạc khí lưỡi gà đơn đặc biệt của tộc di trong ngôn ngữ của tộc di mã là trúc bố vì lưỡi ông tính chen vào lưỡi ống trúc chế nhạc khí lại gọi là bố nhạ có lẽ đây mới là biểu hiện chân chính của tình yêu tam lan nhìn thê tử người mặc váy dài hoa màu đỏ theo thải điệp tinh xảo nhìn nàng theo khúc nhạc vui vẻ dậm chân, đá chân, vất tay, xoay tròn, như cô nương lộ lộc làng váy đỏ thẫm phối váy dài màu vàng thỉnh thoảng xuề ra, thỉnh thoảng quay cuồng, cảm giác được hai mắt mình nóng lên. Thân thủ của nàng sao linh hoạt, sinh động như thế, mặc dù không thấy rõ mặt mũi lại có thể từ trong hành động cử chỉ kia cảm nhận được không khí vui mừng tràn từ bên trong ra bên ngoài. Thật không nghĩ tới, cháu có thể nguyện ý để thê tử xuất đầu lộ diện nhảy múa. Trịnh cung lượng đứng ngoài xem chật chật lên tiếng, Tiếu Dương còn tưởng rằng đường cửu sẽ kinh bỉ loại cách làm, không ra thể thống gì này, lại nghe được đường cửu hơi tiếc nuối thở dài nói, sớm biết cũng dẫn nương tử ta cùng tới nơi này xem một chút. Nữ tử bên này so với người đại tề chúng ta lại thêm không câu nệ, không bị cản trở, nên để cho nàng học một ít. Phải tiến hành theo tuần tự, cũng không sợ dọa nàng. Không cần gấp gáp, sau này vẫn còn có cơ hội. Tiếu Dương lắc đầu cười một tiếng, không hổ là đường cửu nổi danh, không tuân quy cũ ở trong kinh, thay đổi những con mọc sách cổ hủ luôn thao thao bất tuyệt đòi dạy người, không ngờ đường cửu lại tỏ vẻ hâm mộ. Ư ừ mờ, trước phải xây cầu đã. Trịnh cung lượng lập tức đưa ra đề nghị vô cùng cấp bách, khẳng định thê tử hắn không dám trượt dây, coi như nàng to gan bản thân cũng không có bản lãnh học tam lang mang theo một người đi qua như vậy. Không bằng để hắn nghiêm túc trình bày cách nhìn của mình, bên này Tiếu Dương đã thông qua thông dịch thương lượng chuyện xây cầu với tư mạc lộ lộc. Phải có con đường mới lui tới dễ dàng, chúng ta có vải vóc gấm vóc tinh xảo, có sợi chỉ còn mỏng hơn cả tóc. Tiếu Dương đưa ngón tay chỉ váy trên người Uyển Như và thị nữ, rồi sau đó lại bổ sung, còn có muối trắng như tuyết không chứa tạp chất, muốn dùng ít thứ này đổi lấy hạt giống lương thực và bò, ngựa, gà, vịt. Sau khi thông dịch nghe xong nghiêng người nói với tư mạc lộ lộc, Tiếu Dương mắt tinh phát hiện đối phương có ý động lòng. Quả nhiên, không bao lâu chỉ thấy viên dịch nghiêng đầu nói với mình, thủ lĩnh nói, nơi này vốn có cầu, sao lại bị kẻ địch đốt cầu có thể có nhưng mà chỉ hoan nghênh bằng hữu ta nguyện ý làm bằng hữu với lộ lộc tam lan cười đến hết sức thân thiết cũng chỉ có hộ vệ bên người hắn mới có thể cảm giác được từ gian trá ấn dấu trong thuần phát thẳng thắn tươi cười này đến trịnh cung lượng dự thính cũng muốn lấy đầu cụm vào tường rồi bọn họ có muối sao có cái rắm tối qua thời điểm thống kê vật chất cũng đã nói rồi lúc leo núi băng sông gặp nạn trước đó trong vật phẩm thất lạc có muối hôm nay lượng còn lại chỉ đủ cho người mình dùng 3 tháng mà thôi, đâu còn dư ra để trao đổi cùng người lộ lộc. Gã còn chưa kịp lén lút kéo Tiếu Dương một cái để hắn đừng nói mò, đứa chất tử bên ngoại to gan lớn mật này lại dùng bộ dạng ta là đại phú ông, nhà ta cái gì cũng có, bắt đầu nói tới buôn bán với tư mạc lộ lộc. Tả quả nghị đô ý tam lang Tiếu Gia nguyện ý bỏ vốn, ra lực xây cầu tỏ vẻ thành ý, lui về phía sau có thể ở đầu cầu mở ra một khối đất trống mua bán với nhau, lộ lộc muốn lộ gấm cần dùng gà con, việc con để đổi muốn chỉ theo châu báo có thể dùng hạt giống lương thực đổi muốn muối ăn là phải dùng bò ngựa đổi nhiều hơn nữa giá tiền cụ thể có thể từ từ thương lượng cháu lợi hại trịnh cung lượng thấy trong lúc cười nói tam lang cứ như vậy mà nhẹ nhàng giải quyết các loại vấn đề nhất thời bội phục không thôi xây cầu là vì tỏ vẻ thành ý sao ngộ nhỡ ngày nào đó muốn tấn công lộ lộc cũng cần cầu phòng ngừa đối phương mượn cầu tiến công nếu mình xây dựng thì tiến công cũng dễ dàng mà vừa bắt đầu khẳng định người lộ lộc không muốn đổi ngựa và dê bò đáng giá nhất của bản thân vì vậy tạm thời không có muối cũng không thành vấn đề đoàn tiếu dương ở bên này thương nghị có liên quan đại sự dân sinh đầu kia bốn người uyển như nhảy đến say sưa không khí càng ngày càng nóng không bao lâu có không ít tiểu tử trẻ tuổi cũng bắn ra đàn tam huyền thổi cây sáo gia nhập đội ngũ nhảy múa tiếng hát hoặc cao vút hoặc hùng hồn liên tiếp thỉnh thoảng hợp ca thỉnh thoảng đơn ca thỉnh thoảng lại có hát đối, trong lúc nhất thời rất náo nhiệt. Các ngươi cứ tán gẫu, ta đi một chút sẽ trở lại. Tiếu Dương đột nhiên nhìn thấy có một tiểu tử khoác áo tràn lông dê màu trắng đứng ở đối diện uyển như bắn ra đàn tam huyền hát tình ca, nhất thời quắc mắt nhìn trừng trừng. Nếu bàn về cởi mở không câu nệ, sau khi hồi hồn Tiếu Dương cũng không nghĩ nhiều, nếu hắn quyết định mang uyển như tới để trải nghiệm, cũng sẽ không kéo về, nhưng mà, hắn cũng không thể để có người thọc gậy bánh xe, cho dù là bày tỏ ý khen ngợi cũng không được Thê tử mình tại sao có thể để người khác đến gần người chứ còn nhảy còn hát tình ca nữa nhanh lên giúp ta mượn một khắc tây cúc nhĩ tiểu dương vỗ bả vai thông dịch để cả giúp mình lấy tới một cây sáo dọc lô lộc dài nửa xích xin giải thích khắc tây cúc nhĩ là tiêu của tộc di cũng gọi là kiểu sáo dọc nó là một loại nhạc khí dân gian đặc biệt vô cùng cổ xưa của núi lương tộc di tộc di gọi khắc tây cúc nhĩ là cắn thổi sáo sau đó, hắn ngậm tế trút hàm trong miệng thử âm một chút, ngón tay đè lỗ âm, trong khoảnh khắc hắn từ hơi xa lạ chuyển thành thổi thuần thục. Ngay sau đó Tiếu Dương không giữ quy tắc thổi đi vào trong sân, nhảy thoáng qua một người tráng kiện lại giàu có bước chân đi tới bên cạnh Uyển Như, cùi chỏ đẩy thanh niên lô lộc đứng lúc trước đó qua một bên. Có lẽ biết đây là phu thê đối phương cũng không còn tức giận nữa, chỉ cười đổi một vị trí vây xem, Tiếu Dương không coi ai ra gì vừa thổi từ khúc biển chuyển nhẹ nhàng, vừa cười nhẹ nhàng múa với thê tử. À, chàng biết thổi loại cây sáo nhỏ này của bọn họ Tuyển như nghe tiếng sáo thanh thúy gương mặt vui vẻ Hết phần 8 Mời các bạn đón nghe phần 9